Em chào chị Dương Hằng nha, chào chị Ngân Xuyến. Ngân Xuyên. Rồi, ai vô like là chấm like giùm em cái mấy chị ơi. Rồi, vô like chấm like giùm em nha mấy chị. Vô like rồi chấm like giùm em nha. Rồi bây giờ cái mẫu này nha mọi người ơi, xem like chấm like lên giùm em cái. Chia sẻ like giùm em đi mấy chị. Ai vô like rồi chấm like chia sẻ like giùm em ha. Rồi cái view nó đứng luôn rồi mấy chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ giảm giá cho mấy chị 3 mẫu. Mẫu em đang mặc nè, mẫu em đang mặc giảm giá cho mấy chị 3 mẫu ha. Một là mẫu em đang mặc. Hai là cái mẫu 5D, những cái màu này em like qua mấy like rồi, bây giờ nó còn lẻ sai thì vừa giảm giá và vừa miễn ship luôn cho mấy chị nha. Mẫu em đang mặc, mẫu này, rồi là 2 mẫu, 3 mẫu, 4 mẫu ha, 4 mẫu em sẽ giảm giá cho mấy chị. Mẫu bộ và ba cổ vuông đó, với lại mẫu và ba cách tông 5D, rồi là 4 mẫu. Thì 4 mẫu này em sẽ like giảm giá cho mấy chị là giảm 10.000 trên một bộ, và 2 bộ thì em vẫn hỗ trợ miễn ship cho mấy chị luôn nha, trên cái like này giùm em. Rồi mấy chị chấm like chia sẻ like tương tác mạnh lên giùm em đi mấy chị, chấm like chia sẻ like tương tác lên giùm em mấy chị nha. Giảm giá 10.000 trên một bộ đó, và cùng lúc là 2 bộ em vẫn miễn ship, tức là ví dụ như mấy chị mà mua 3 4 bộ là mấy chị mua nhiều mình thấy mình lợi nhiều, một bộ thì giảm tới 10.000 luôn nha mấy chị, và 2 bộ em cũng vẫn miễn ship nha, là 4 cái mẫu này em chuẩn bị lên. Rồi chấm like cho em đi mấy chị ơi. Chấm like thả tim rồi cho em xin nút chia sẻ đi mọi người, thả tim đồ lên cho em với. Hello chị Huỳnh Lan, ai vô like rồi cười ha hả hi hỉ gì chấm lên, em chào chị Nguyễn sớm. Chào chị Trang Nguyễn nha. Cười ha ha hi hi hu hu gì cứ bấm lên đi mấy chị. À cái mẫu này nữa chứ, cái mẫu này là cũng bán giảm giá cho mấy chị luôn, mẫu hoa sen này nè. Mẫu hoa sen này em cũng giảm giá mấy chị luôn nha. Rồi chấm like tim lên giúp em với đi mấy chị ơi. Rồi em chào chị Phương Linh, cái view này mới bất ổn nè, nó không có hiển thị bao nhiêu người xem hết vậy mấy chị. Chia sẻ like giùm em đi mấy chị đẹp ơi. Hello chị Phương Linh nha. Rồi tất cả những mẫu này hôm nay em giảm giá cho mấy chị 10.000 cho một bộ hết, 2 bộ đổ lên miễn ship luôn mấy chị ha. Đó. Rồi mấy chị muốn xem mẫu gì trước? Mấy chị muốn xem mẫu gì trước? Rồi mẫu em mặc 145 còn 135 mấy chị. Bộ hoa sen số 1 còn mấy màu chị mới nhận hàng, đẹp quá trời, cái bộ đó quá trời đẹp luôn chị Khánh Chi. Bộ sen mẫu này đúng không Khánh Chi ơi? Mẫu này đúng không? Đây hôm nay em giảm giá 10.000 trên bộ này, 2 bộ vẫn miễn ship nè. Bộ này đúng không Khánh Chi, số 1 lấy hết đi mà chị ơi, em giảm giá là 10.000 cho một bộ, mua 10 bộ giảm 100.000 còn miễn ship nữa đó. Chị Thủy, chị Thủy đợi em tí nha. Bộ em đang mặc size số 3 hết chị, cái bộ này chị Hình Thị Thủy mặc cái mẫu bộ bông này số 3 bao giờ chưa? Em chào chị Đan Hương, hello chị Hương Trần. Cái mẫu này form nó nhỏ chị, size số 3 56 57 kg đổ lại thôi mình vừa không? Nếu vừa thì cứ lấy lên số 4 giùm em, số 4 thì em còn bông này,
Số 3 thì em hết. Rồi số 1 là chỉ còn được bông vàng nè. Bộ này 170 còn 160, bộ em mặc 145 còn 135. Nói chung là giảm 10.000 cho một bộ. Tất cả các mẫu em lên nãy giờ là 5 mẫu đó, giảm 10.000 cho một bộ. Hai bộ vẫn miễn ship. Như bộ này bình thường bán là 145 thì hôm nay còn 135, bộ này 170 thì còn 160 nha mấy chị ha. Hai bộ miễn ship nha. Rồi nè, số 1 chỉ còn vàng nè Khánh Chi. Chỉ còn vàng vàng nè, màu xanh ghi, màu gì, màu ghi ha, màu vàng, màu ghi là hai màu nè. Bữa trước em lấy màu gì rồi, rồi màu đỏ, ủa cái này đỏ hay kem, màu đỏ là ba màu nè. Đợi em tí nha chị, thì phải hết màu hồng rồi em ơi, hết màu hồng luôn rồi. Màu vàng, màu ghi, màu đỏ, hay lấy màu đỏ đi, màu đỏ, màu cam, màu cam, cam nha, là được nhiêu, bốn màu rồi hả, bốn màu rồi. Màu xanh dương, màu xanh biển, rồi sáu màu, xanh dương, xanh biển, sáu màu em ơi. Số 1 còn được 6 màu đó, mà lấy được màu nào không? Lấy được màu nào không? Rồi lên bộ em mặc 135, 2 bộ miễn ship, 145 giảm còn 135, 2 bộ miễn ship. Lên giùm em ấy chị. Chị Gương nhận 3 bộ hoa sen đẹp lắm, ok, cảm ơn chị Gương. Hello chị Phương Trần. Rồi bộ em mặc là lên cho em mã họa tiết xanh, em còn được cho mình là size 1 này em xí đi. Em còn được size 4, size 5 và size 6. Họa tiết xanh em còn size 4, 5, 6 mấy chị. Rồi họ tiết xanh 4 em chốt cho chị Huỳnh Thị Phỉ bộ nè. Rồi em hết họ tiết xanh 4. Họ tiết xanh em còn 5 với 6. Lên họ tiết xanh 5, 6 giùm em nha. Chị Hương Thái, bông vàng số 4 có chị. Bông vàng số 4. Đây, là chị lấy bộ này không? Bộ này là nhà em là mã vàng hoa sen giùm em nha chị Hương Thái. Có số 4 chị, bộ này 170 còn 160. Hai bộ vẫn miễn ship, tức là cứ bộ em giảm cho mấy chị 10.000. Đây đúng không chị Hương Thái ơi, chốt lên giùm em là vàng hoa sen size 4 nha chị. Vàng hoa sen size 4 giùm em nha. Rồi lấy thì lên giùm em vàng hoa sen 4. Chị Minh Đặng chốt nha chị Minh Đặng. Bộ bông xanh số 4 em hết cái bông này số 4 rồi. Bộ em đang mặc số 5 cho chị Châu Đỗ. Là Châu Đỗ là chị Uy Sớm hả, ok chị. Rồi họ tiếp xanh 5. Họ tiếp xanh em đang mặc em còn 5 với 6 thôi nha mấy chị ơi. 5 với 6 giùm em nha. Bộ em đang mặc còn hết rồi chị. Bộ số 1 em xí rồi, em xí em đang mặc luôn nè. Đang mặc bộ số 1 xí rồi. Số 4 hoa sen còn nha chị Ngọc Cẩm. Bộ của Vương sau lưng em là bộ này là 170, hôm nay còn 160. Bộ này 165 thì hôm nay còn 155. Cứ hai bộ là em miễn ship luôn mấy chị. Hai bộ là em miễn ship luôn. À rồi ok chị Châu Đỗ. Rồi còn ai chốt mã bông em mặc nữa không? À, bộ mặt là mới mua 145 hồi tối đó, bây giờ còn 135 thôi ha. Rồi chốt họ tiết xanh em còn 56. Áo nào chị thì Trinh, áo nào có lẽ chị cam số 1 hoa sen cho Khánh Chi nè, ok em Khánh Chi. Rồi cam số 1 hoa sen cho Khánh Chi. Rồi lên cho em mã bông đen đi. Bông đen em còn size số 3 và size số 5. Bông đen size 3 với size 5. Lấy em mã bông đen size 3, size 5 mấy chị. Bông đen 3 năm. Em mặc là nguyên bộ á chị Thùy Trinh. Em mặc là nguyên bộ. Rồi lấy em mã bông đen em còn 3 với 5 nha. Bộ đang bận có màu khác không? Có này chị Nguyễn Thu. Rồi bông đen giùm em còn 3 với 5 mã bông đen. Bông đen size 3, size 5. Bộ bông đen cho em size 3, size 5 nha mấy chị. Bông đen 3 với 5. Bông đen size 3, size 5. Em lấy bộ màu vàng đi Khánh Chi. Màu vàng, em thích màu tươi thì em lấy màu vàng đi. Nè, vàng, đỏ, cam, đúng không? Rồi xanh ghi, xanh biển, xanh dương. Đó, 6 màu, size số 1. Rồi lên giùm em mã bông đen. Em còn 3 với 5 nha mấy chị. Bông đen size 3, size 5. Bông đen size 3, size 5. Rồi lên cho em mã sọc. Mã sọc giùm em nha. Mã sọc em còn size 2, 3, 4, 5, 6.
Hello chị Bến Thị Lê. Hello chị, rồi lên giùm em mã sọc. Bộ sọc em còn size 2, 3, 4, 5, 6. Chốt bộ sọc, lên bộ sọc giùm em nha. Chị xem lại màu, chị Ngọc Cẩm. Rồi, màu số 4 hả? Đây đây, đợi em tí. Xem lại màu bộ hoa sen ha. Hoa sen này. Hồng dâu. Rồi rồi, em bung màu ra cho mấy chị xem lại cái mẫu này nha. Xinh ngọt. Hồng dâu. Hồng tươi. Rồi đây. Chị xem là mẫu hoa sen em đưa lại cho xem nha. Trang một cho Khánh Chi. Áo lẻ 45 hồi hôm qua hết rồi á chị Thùy Trinh. Áo lẻ 45 hôm qua là em like hết rồi chị. Hôm qua mấy chị ủng hộ giùm em hết luôn rồi. Ờ còn hai cái này số 5 này chị. Ủa không phải. Còn hai cái này, một cái số 5, một cái số 6 chị. Đây em còn một cái mã xanh đậm size số 6, 59 ngàn. Là cái này là áo và ba bông lẻ. Một cái mã họ tiết xanh size số 5. Đó còn hai cái này thôi chị Thùy Trinh. Chị Bình Yên có một đơn không nhận hàng bên em rồi. Chị Bình Yên muốn mua lại thì chị phải chuyển khoản em mới bán nha chị. Rồi em còn một cái họ tiết xanh 5 nè. Một cái xanh đậm 6 chị. Bộ sọc 6 chị Nương Nương, bộ sọc sáu chị Nương Nương ơi, đơn của chị hồi sáng mấy bạn gọi cho chị chưa, sọc sáu cho chị Nương Nương. Mẫu em đang like hôm nay là giảm 10 ngàn cho một bộ, hai bộ miễn ship mấy chị ha. Chút nhớ sọc giùm em nha chị, chút nhớ sọc giùm em nha Nương Nương ơi. Đơn của mình lựa tới cái bộ này là chắc bộ thứ 7, thứ 8 gì đó, tại hôm qua chị lựa nhiều á. Có màu đỏ, bộ em đang mặc có màu đỏ. Bộ em đang mặc 145, trên like này giảm cho mấy chị 10 ngàn một bộ, còn 135, hai bộ em vẫn miễn ship, vừa giảm giá vừa miễn ship cho mấy chị luôn nha. Là mấy chị mua đi. Rồi, nè. Bộ hoa sen nè, bộ hoa sen 107 giảm còn 160. Bộ hoa sen tím cà em còn cho mình được 3, 4, 5. Bộ hoa sen màu tím cà, trời quá trời đẹp mấy chị. Rồi hoa sen màu tím cà. Cái mẫu form của tím cà. Bộ bông ép giảm luôn chị, cũng giảm 10 ngàn cho một bộ luôn. À, hôm nay là cái năm cái mẫu nãy giờ em giới thiệu với chị là đều giảm hết. Tức là những mẫu em lên là đều giảm 10 ngàn cho một bộ hết cho mấy chị nha. À, số 573 kg chị cao như chị Dung Ngô. Có mẫu thì chị có mặc được số 5, nhưng có mẫu chị phải mặc số 6. Mẫu nào form to thì chị mặc size 5. Còn mẫu nào form nhỏ thì chị phải mặc size 6. Như cái mẫu em đang mặc là chị mặc số 6 nè. Còn cái mẫu này form to hơn chị có thể mặc số 5 nè. Chị xem màu vàng mẫu gì vậy Ngọc Thơ? Bông ép tím 5. Bông ép tím 5 là tím Huế hả chị? Khoan chị Thùy Trinh, đợi em đưa lại. Bông ép tím 5 là cái bộ này đúng không chị? Bộ tím Huế đúng không? Bông ép là em chỉ có màu tím Huế. Còn cái này không phải bông ép nha, cái này là bông in 5D. Bữa chị được một bộ, chị được một bộ gì vậy chị Tiết Tiết ơi, chị được một bộ gì? À bộ này đúng không chị Thùy Trinh? Rồi. Một bộ bông ép tím số 5 cho chị Thùy Trinh nè.
tiếp tiếp. Mấy bạn có gọi cho chị chưa chị tiếp tiếp ơi? Gọi cho chị Thiệt chưa? Lên vậy em tím cà đi mấy chị, bộ tím cà em còn size 3, 4, 5, chị nào chốt lên vậy em bộ tím cà. Bộ tím cà size 3, 4, 5 giùm em. Bộ tím cà cho em size 3, 4, 5 lưu ý giùm em. Bộ này form thoải mái nha. Size số 3 cho mấy chị là 57-62kg mặc được. Size số 4 cho mấy chị là 63-67kg. Và size số 5 cho mình là được 67-73-75kg luôn nha mấy chị ơi. Và size số 6 là gần tới 80kg luôn. Mẫu này form to nha mấy chị. Rồi, chị nào chốt bộ tím Huế lên giùm em. Quên, bộ tím cà lên bộ tím cà giùm em. Tím cà với xanh hoa sen, chị Ngọc Cẩm lên giùm em cái chiều cao cân nặng để em lấy size nha chị. Ngọc Cẩm cho em cái chiều cao cân nặng nha. Chị bao nhiêu ký, cao bao nhiêu? Màu hồng size 2. Hết luôn, hồng là chị hết luôn rồi. Hồng size 2, hồng chỉ còn 3, 4, 5 thôi. Và ba cổ vuông màu xanh biển và màu đen số 3. Chị lấy size 4, size 4 là cho mình là 62-66kg, cao cao xíu 67kg nha chị Ngọc Cẩm. Rồi Ngọc Cẩm lên số alo giùm em nha. Một bộ tím cà 4 với lại một bộ xanh dương 4 cho chị nha. Rồi Ngọc Cẩm em lấy cho chị một xanh dương, một tím cà nha chị. Bộ tím cà 170 còn 160 nha chị Thùy Trinh. Rồi Ngọc Cẩm hai bộ. Chị Bình Yên, chị nghe em nói không? Tức là chị đã không nhận hàng bên em một lần rồi. Bây giờ chị mua hàng chị có chuyển khoản được không? Chuyển khoản được thì em bán, còn không thì em không có bán nữa. Tại vì chị không nhận hàng một lần rồi ha. Cổ vuông màu xanh biển với màu đen số 3 là cái mẫu nào vậy chị? Chị Mạch Thiên, mẫu em đang treo đây ha chị. Phải cái mẫu như màu hồng này không? Phải thì chị nói phải giùm em nha. Bộ tím cà 170 giảm còn 160. Lên số lại giùm em Ngọc Cẩm, em không thấy có số trong đây chị. Rồi, cái bộ này thì em không có màu xanh biển, em chỉ có màu xanh ngọc. Chị lấy size mấy? Số 3 hả? Đen 3 thì hết. Số 3 em còn màu xanh đen với màu xanh ngọc, màu xanh lá, không có màu đen chị, hết màu đen rồi. Thì đơn chị bao nhiêu, chị chuyển khoản bấy nhiêu giùm em. Rồi bộ em mặc chị nào chốt lên nhà em bộ sọc lên mấy chị. Ok chị Ngọc Cẩm. Rồi lên nhà em bộ hồng dâu. Bộ hồng dâu size 3, 4, 5, 6 giùm em nha. Bộ hồng dâu size 3, 4, 5, 6. Lên nhà em bộ hồng dâu size 3, 4, 5, 6. Lấy chị bộ màu xanh dương nữa đi. Là chị Hương Thái một vàng một xanh dương đúng không chị Hương Thái? Chị Hương Thái là một bộ vàng hoa sen với một xanh dương hoa sen số 4 là hai bộ đúng không chị? Số 10, số 5 ký cho em số 4 nha. Xanh dương nè, với lại vàng. Rồi hai bộ hoa sen. Đúng không chị Hoa Thái ơi, em hỏi Hương Thái chứ đúng không? Đúng thì ok giùm em nha. Xanh dương với vàng. Xanh dương với vàng cho em nè. Hello chị Ngọc Diệu. Màu đỏ còn vàng số 1. Là nãy màu cam có lấy luôn không Khánh Chi? Là ba bộ nha. Đỏ vàng số 1. Ok nàng luôn. Là ba bộ nha. Ok Khánh Chi. Rồi chị Mạch Thiên đợi em chút xíu. Chị Hương Thái ơi, phải hai bộ em chốt nha chị, là chị ok chưa? Rồi ok chị Hương Thái nha. Quần đen lẻ có chị Thu Hà 75.000 một quần chị. Mua khoái, mua hoài, cháy túi như tại vì nó đẹp mới mua quà chứ không đẹp sao mua quà được đúng không? Rồi lên nhà em màu xanh ngọc. Xanh ngọc em còn size 3 và size 5 nha mấy chị. Rồi xanh ngọc em còn 3 với 5. Bộ xanh ngọc em còn size 3, size 5. Chốt xanh ngọc lên bộ xanh ngọc giùm em. Bộ xanh ngọc size 3, size 5 ha. Rồi lên nha em bộ xanh ngọc. Ủa chị Ngọc Thơ còn xem like chấm like giùm em, quên chị lên giùm em lên bộ bông vàng cho còn xem like chấm like giùm em nha. Rồi lên cho em mã xanh ngọc em còn size 3, 4, 5.
Mã xanh ngọc size 345. Rồi mã hồng tươi giùm em nè. Hồng tươi. Hồng tươi em còn size 3456. Hồng tươi size 3456 giùm em mã hồng tươi. Ok chị Ngọc Thơ. Bộ 170, nói chung là giá bán là mấy chị biết, bộ 170 thì giảm còn 160, bộ 145 thì giảm còn 135, tức là các mẫu em lên đó là đều giảm cho mấy chị 10.000 trên một bộ hết, và hai bộ vẫn miễn ship nha. Rồi xanh ngọc 5 em chốt cho chị Vương Trần. Xanh ngọc 5 cho chị Vương Trần. Bốn mươi ký mét 50 mặt số 1 tình em nha, mặt cho em số 1. Không chị, cái đó em bán nguyên bộ rồi, bộ em mặc chị. Hello chị Hồ Hạnh, chị nào chốt lên giùm em là mã bộ sọc nha, chốt mã sọc giùm em. Em còn size 23456 mã sọc, bộ em đang mặc là 145 còn 135 mấy chị ha. Rồi bông vàng đây chị, bông vàng size 23456 giùm em. Rồi chị nào chốt bông vàng lên cho em mã bông vàng. Bông vàng size 23456, em chào chị Bích Thuận nha. Bông vàng size 23456. Chị mới nhận 4 bộ 3 áo 700.000 rất đẹp. Cảm ơn chị Phương Trần. Cảm ơn chị. Hôm nay giảm 10.000 trên bộ bông này chị Phương Trần ơi, có lựa thêm không? Rồi lên giùm em bộ bông vàng đi mấy chị. Bộ bông vàng em còn size 23456. Chốt bông vàng lên bông vàng cho em nha. Chất thun bộ em đang like là chất thun lỗ nha chị. Thun lỗ mấy chị kêu thun lưới thun đồ đó. Nói chung là trên mình vải nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ nhỏ. Vải mềm em mặc mát. Rồi chị nào chốt bộ bông vàng, bộ bông vàng giùm em. Bộ bông vàng em còn size 23456. Số 1 hình như không còn còn được bộ chị, hai bộ số 1, em còn được hai bộ. Chờ em xíu nha chị Mạch Thiên. Xanh lá nè. Đây. Xanh lá. Màu đen thì hết rồi nha chị. Màu xanh lá nè. Bộ này 165 còn 155. Rồi xanh lá nha. Rồi bộ này là xanh ngọc cho em nè. Màu này là màu xanh ngọc nè. Đó có hai tông xanh này thôi chị. Rồi xanh lá xanh ngọc nha. Đây xanh ngọc đây. Màu xanh ngọc đẹp lắm. Rồi chốt lên những em xinh lá xinh ngọc. Đi rồi chị Thuy Mơ Quách ơi. Bông vàng số 3 miền Tây Rai lên số alo giùm em. Miền Tây Rai lên cho em số alo. Rồi bộ bông vàng kèm size cho em. Bộ bông vàng size 23456. Bộ bông vàng size 23456 nha mấy chị. Rồi lên giùm em bộ bông đỏ. Bộ bông đỏ em còn size 13456. Bông đỏ size 13456. Rồi em lấy chị bộ một bộ xanh ngọc size số 3 cho chị Mạch Thiên. Với bộ nào nữa chị? Miền Tây Rai lên số alo giùm em, với miền Tây Rai ơi. Rồi bộ này cho em mã bông đỏ nha. Hello Liên Trần. Rồi bông đỏ giùm em mấy chị. Bông đỏ em còn size 13456. Màu em đang treo là màu hồng cánh sen. Ok chị. Rồi chị nào thích bông đỏ hay mặc lên mã bông đỏ giùm em nha. Bộ em đang like 145 giảm còn 135, hai bộ miễn ship. Rồi đây, màu hồng cánh sen giùm em nha chị. Ok hai bộ này nha, xanh ngọc với hồng cánh sen. Được chưa? Màu em đang treo là cái màu em đang bung nè. Đang bung ra nè. Rồi ok chị Mạch Tiên. Hai bộ xe số 3, một hồng một xanh ngọc. Giờ nha Liên Trần, 2 giờ tầm chừng 2 giờ 15 đi em gọi lại. 2 giờ tụi nó ra, nhiều khi nó ra hơi trễ trễ 5-10 phút, có 2 giờ 15 đi em gọi lại là có người cầm máy xem nha. Em chào chị Thiên Nguyễn. Rồi bỏ mặt lên trên mã bông đỏ.
bông đỏ. Quần trắng có không luôn chị Nương Nương, quần đen quần trắng thì em cũng có tới size số 5 mà. Mà size số 5 thì quần thì 75kg mình mặc được. Như quần lưng thun size số 1 này mấy chị 523kg đều mặc được. 55kg cũng mặc được, lưng thun mà dễ mặc. Ống thì nó rộng mà. Bộ hồng cổ vuông có 14 màu nha chị Cẩm Cẩm. Rồi chị nào chốt bộ bông đỏ em đang mặc lên vậy em mã bông đỏ mấy chị. Rồi chị Nguyễn Tiệm mặc cho em size số 3 nha chị. Nhưng mà nói trước 1m7 thì mặc không có chiều dài, nó không có như được như ý mình muốn nha. Đó là 1m7 mà đòi áo phải dài phủ mông, quần phải dài phủ gót là không thể nào nha chị. Đó. Còn em chỉ nói là nó không quá ngắn thôi. Còn mà chiều dài mà như mình mong muốn mà áo phủ mông, quần phủ gót là không được nha. Bộ em mặc lên giờ em mã bông đỏ 145 sale, còn 135 hai bộ miễn ship. Không phải gọi là sale mà gọi là giảm giá mấy chị, giảm giá 10.000 trên một bộ tất cả các mẫu em đang like nha. Rồi bông bông đỏ. Bộ này lên cho em mã bông. Ủa bông đâu hết rồi ta? Em không còn thấy bông nào thấy gì vậy? Rồi bông xanh lá giùm em, chỉ còn size số 5 và size số 6. Chị muốn lấy cái gì, quần quần loại gì cứ mấy bạn gọi chốt đơn dặn giùm em nha. Trên like em không có chốt quần lẻ chị Nương Nương. Xuống like sẽ có người gọi chốt đơn quần cho mình nha. Hỏi mình có lấy quần không thì mình có lấy mình nói giùm em nha. Rồi lên cho em mã bông xanh lá, em còn size số 5 và size số 6. Bông xanh lá size 5 size 6 vậy em với chị. Chốt lên cho em mã bông xanh lá size 5 size 6. Rồi xanh lá giờ còn 5 với 6. Mã bông riêu. Rồi lên mã bông riêu giùm em. Bông riêu còn bộ trên xe máy này. Rồi bông riêu em còn được size 1, 3, 4, 5, 6. Bông riêu size 1, 3, 4, 5, 6 giùm em. Đỏ bam chốt cho chị miền Tây Rai. Rồi bông riêu em còn size 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6 mấy chị. Lên nhà em mã bông riêu. Bông đỏ 5 cho chị Châu Đỗ. Rồi lên bông riêu giùm em nè. Bông riêu mấy chị. Là cái bông em trên canh em còn đựng bộ số 1 đó. Rồi chị nào chốt bông riêu lên cho em mã bông riêu nha. Bông riêu size 3456. 13456 giùm em mã bông riêu. Bông riêu 13456. Bộ xanh ngoài sau. Bộ này là 170 còn 160 nha chị. Bộ này 170 còn 160. Em dài, em mặc dài vậy em mặc bộ này số 3 lận chị. Em cao 1m55 hả. Rồi lên giùm em mã bông riêu. Bông riêu kèm size cho em. Bông riêu em còn 13456. Rồi. Bộ này lên cho em mã bông nhí đỏ. Mã bông nhí đỏ giùm em nha. 40kg 1m50 mặc số 1 giùm em nha chị, cảm ơn ơi. Số 1 em còn cho mình được cái bộ bông riêu với cái bộ bông nhí đỏ này, còn được hai bộ. Rồi lên giùm em mã nhí đỏ nè. Bông riêu 5 cho chị Dung Ngô. Dung Ngô lên số alo giúp em chị Dung Ngô ơi. Dung Ngô lên số giùm em nha. Rồi lên cho em mã nhí đỏ. Nhí đỏ size 1 cho tới size số 6 cho em nha. Rồi nhí đỏ kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây chị em 44kg 1m55 đang mặc số 1 là ở nó ôm nè. Thì chị 40kg 1m50 mặc số 1 bộ này cho em là đẹp nhất rồi. Form này là nhỏ nhất rồi đó. Dung Ngô cho em số nha chị Dung Ngô ơi. Bông đỏ 3. Bông đỏ 5. Rồi. Xanh lá 67kg. Chị ơi, chị Phỉ 67kg phải lấy số 5. Hồi nãy chị lấy số 4. Bộ bông này mà 67kg phải mặc số 5 mới vừa nha chị. Rồi cho chị Châu Đỗ nè. Cái này cũng miền Tây vàng. Dung Ngô lên số alo giùm em nha.
Rồi em lên mã mông nữa là em qua bộ cổ vuông màu cho mấy chị. 67kg là phải lấy số 5 nha chị Dương Thị Phỉ. Hồi nãy em lấy chị bộ số 4 mã hoa họa tiết xanh đó. Lấy 6 chị mua giùm. À rồi em lấy chị một bộ xanh lá 6. Xanh lá 6 cho chị Phỉ. Số 6 thì thoải mái thôi. Rồi ra tay phùng phía sau 170 sale giảm còn 160, giảm 10 còn 160, hai bộ miễn ship chị. Rồi lên cho em mã bông này nữa là hết nè. Mã đẹp giùm em nha. Mã đẹp em còn size 5 và size 6. Lên cho em mã đẹp. Mã đẹp size 5 size 6. 55kg bộ bông mặc cho em size số 3 mới vừa nha chị Lệ Thủy. Chị Lệ Thủy cao bao nhiêu? Chị cao nhiêu chị ha? Long An thì tầm 2 ngày thôi chị. Rồi lên cho em mã đẹp cả nha. Mã đẹp em còn size số 5 và size số 6. Đẹp size 5 size 6 giùm em nha. Rồi chị Lệ Thủy cái bộ bông thì mặc cho em size số 3 nha chị. Bộ này form nó nhỏ, form nó ôm ha. Mặc size 3 giùm em. Rồi chị nào chốt mã nhí đỏ lên thì em mã bông nhí đỏ lên mấy chị, nhí đỏ kèm size. Lệ Thủy số 3 nha, Lệ Thủy cho em số alo. Cho coi, cho có gì chị thì chị Hình Thị Thủy. Cho có gì chị? Bộ xanh lá hả chị? Đây nè, chị kêu chốt bộ xanh lá size số 6 nè, em lấy cho chị bộ này. Vải thun luôn nha chị Bích Thuận ơi, vải thun co giãn cho em nha. Rồi em lấy chị bộ này xanh lá size 6 nè. Đúng không? Dung Ngô chưa có số chị ơi. Rồi em chốt cho chị Lệ Thủy một bộ nhí đỏ, em đang mặc size số 3. Lệ Thủy một bộ nhí đỏ size 3 cho chị Lệ Thủy. Rồi là bây giờ chị Dung Ngô là lấy màu gì với màu gì chị? Chị Dung Ngô là một bộ nhí đỏ là size số 6. Rồi nhí đỏ 6 cho chị Dung Ngô. À còn một bông nữa mấy chị. Nhí đỏ 6 cho chị Dung Ngô. Rồi chị lấy bộ gì nữa vậy chị Dung Ngô? À, bộ bông riêu size số 5 chị có lấy không? Bông riêu size 5 chị có lấy không chị? Em chốt cho chị là một nhí đỏ size số 6. Số 6 mẫu này cho mấy chị là 70-73kg, 68-69-73kg. Ví dụ như 68-69kg mà mấy chị thấp thì lên size số 6 cho em luôn nha. Đó. Rồi một bông nữa nha mấy chị. Mã hồng ruốc giùm em. Mã hồng ruốc em cũng còn 56. Rồi nhí đỏ 6, bông riêu 6, tức là đổi lên size số 6 luôn hết luôn đúng không? Đỏ 6, riêu 6. Ok chị. Rồi lên cái mã hồng ruốc nè mấy chị ơi. Hồng ruốc size 5 size 6 giùm em mã bông hồng ruốc size 5 size 6. Hồng ruốc 5 với 6 giùm em nha. Rồi hồng ruốc size 5 size 6. Chốt hồng ruốc cho em mã bông hồng ruốc ha. Bông nhí đẹp chưa? Rồi lên em mã hồng ruốc size 5 size 6. Rồi em qua mẫu. Qua mẫu gì mấy chị ơi? Qua mẫu gì? Mẫu cổ vuông cổ vuông tay 5D hay là cổ vuông hoa thiêu mấy chị? Mẫu gì mấy chị ơi? Rồi bộ này em đưa lại màu cho mấy chị mình nè. Bộ này 170 sale còn 160. 170 giảm 10 còn 160, hai bộ miễn ship nha. Rồi chốt lên cho em bộ cam. Bộ một nó tùy mẫu nha chị. Rồi mẫu nào em báo giá mẫu đó nha. Mẫu này 170 giảm 10 còn 160, hai bộ miễn ship. Lên giùm em mã cam nè. Cam hoa sen giùm em nè. Rồi chị nào chốt bộ cam lên giùm em bộ cam. Bộ cam kèm size cho em 1 2 3 4 5 6. Rồi ha. Bộ này là 170 còn 160 giùm em nha. Bộ cam size 1 2 3 4 5 6. Bộ hồng tươi giùm em luôn. Chấm like tim cho em mấy chị ha. Rồi bộ hồng tươi em còn size 3 4 5.
Bộ hồng tươi em còn size 3, 4, 5, 6 luôn. Rồi bộ hồng tươi size 3, 4, 5, 6. Bộ em đang mặc là màu cam nha mấy chị, màu cam kiểu màu cam cà rốt á. Rồi vậy là chốt bộ cam, bộ cam. Hồng tươi cho em size 3, 4, 5, 6, mã hồng tươi. Hồng tươi size 3, 4, 5, 6. Rồi xanh dương giùm em nha. Mã xanh dương size 1 cho tới size số 6. Lên giùm em mã xanh dương. Xanh dương 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xanh dương 1, 2, 3, 4, 5, 6 mấy chị. Chốt lên cho em mã xanh dương. Xanh dương 1, 2, 3, 4, 5, 6, mã xanh dương. Hồng tươi 5 cho chị Vương Trần. Xanh dương 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em. Hồng tươi 5 cho chị Vương Trần. Rồi xanh dương 5 đem chốt cho chị Ngọc. Cô Vu sau lưng đợi em xong mẫu này nha chị. Xanh dương 5 cho chị Ngọc. Rồi chị Ngọc có đơn nha. Lên giùm em màu vàng. Vàng em còn size 1, 3, 4, 5, 6 hết size số 2. Vàng size 1, 3, 4, 5, 6 giùm em nha. Rồi chốt cho em bộ vàng nha mấy chị. Vàng size 1, 3, 4, 5, 6. Lên bộ vàng giùm em, bộ em mặc mã cam. Bộ vàng cho em nha. Cái màu vàng này là màu vàng hoàng kim á mấy chị. Đẹp lắm luôn. Rồi lên cho em ha. Màu vàng kèm size 1, 3, 4, 5, 6. Vàng 1, 3, 4, 5, 6 giùm em ha. Rồi lên tiếp cho em màu đỏ. Màu đỏ đi mấy chị. Đỏ em còn size cho mình là 1, 3, 4, 5, 6 luôn. Rồi màu đỏ size 1, 3, 4, 5, 6 giùm em nha. Đỏ 1, 3, 4, 5, 6. Đỏ 1, 3, 4, 5, 6. Tắt áo hả chị thì Trinh. Còn cái quần chị tại vì quần nó có nguyên lô thì em tách cho mấy chị được. Còn tách ra nó còn một hai cái quần em không biết để làm gì nữa. Không tách được chị. Rồi lên giùm em màu đỏ. Màu gì? Màu đỏ. Đỏ kèm size cho em nha. Đỏ kèm size giùm em. Rồi chốt đỏ cho em mã đỏ. Đỏ size 1, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Đỏ 1, 3, 4, 5, 6. Rồi lên cho em màu xanh ngọc. Xanh ngọc giùm em. Xanh ngọc nha mấy chị. Xanh ngọc size 3. Xanh ngọc size 3. Size 5 và size 6. Xanh ngọc em còn size 3 và size 5 thôi mấy chị ha. Rồi bộ xanh ngọc em còn 3 với 5. Bộ xanh ngọc em còn 3 với 5. Rồi chị nào chốt mã xanh ngọc cho em mã xanh ngọc nha. Bộ xanh ngọc size 3, size 5 giùm em. Bộ xanh ngọc size 3, size 5. Rồi bộ này lên giùm em mã hồng dâu. Hồng dâu em còn size 3, 4, 5, 6. Rồi lên bộ hồng dâu cho em nè. Hồng dâu size 3, 4, 5, 6. Em chào chị Diệu Lâm. Chiều dài quần dao động từ 94 cho đến 98, có cái được 100 nha chị. Dao động nha chứ không có xác định là chính xác được bao nhiêu. Rồi lên giùm em là mã hồng dâu cả nha. Em cho chị Diệu Lâm. Bộ em đang like là 170 giảm còn 160, giảm 10.000 trên một bộ còn 160, hai bộ miễn ship. Rồi chốt lên giùm em mã hồng dâu. Hồng dâu em còn size 3, 4, 5, 6. Hồng dâu 5 cho chị Ngọc. Hồng dâu 5 cho chị Ngọc nè. Hồng dâu 5. Một 70 giảm 10, một giảm 10 nha chị. Hai bộ miễn ship tức là còn 160. Rồi lên cho em màu màu tím cà em còn size 3, 4, 5. Màu tím cà size 3, 4, 5 giùm em. Chỗ lên cho màu tím cà. Tím cà cho em mấy chị ơi. Khánh Chi nhớ dặn là gửi địa chỉ mới nha. Chứ mấy đứa nó thấy khách cũ là nó kêu gửi địa chỉ khách cũ, gửi địa chỉ cũ là chất quá. Mình nhớ dặn địa chỉ mới giùm chị nha. Rồi lên giùm em bộ tím cà đi mấy chị. Bộ tím cà size 3, size 4, size 5 giùm em nha. Rồi bộ tím cà em còn 3, 4, 5. Tím cà 3, 4, 5. Rồi bộ này lên cho em mã xanh nước biển. Xanh biển giùm em mấy chị. Xanh biển, xanh biển. Lên cho em mã xanh biển nha.
Rồi xanh biển kèm size. Lên trên mã xanh biển kèm size giùm em. Xanh biển kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tím cà size số 3, 68kg không vừa chị Thùy Trinh. 68kg lấy số 4 nha. Em lấy chị size số 4. Số 4 là ôm luôn á. Số 4 cho mình là 62-67kg. Số 4 là ôm rồi. Chị Trông nhận đồ bên em hả? Em coi chị Diệu Lâm. Chị Diệu Lâm là ở tỉnh nào ha? Số 4 nha chị Thùy Trinh. Mới nhận xanh biển với xanh ngọc đẹp quá trời. Quá đẹp luôn Khánh Chi. Đẹp lắm mấy chị. Mấy chị nhìn qua hình, qua bên cái điện thoại, mấy chị thấy không có đẹp bằng mình nhìn trực tiếp ở bên ngoài đâu mọi người. Trực tiếp ở bên ngoài cái màu sắc nó sáng mà nó tươi tắn đàng hoàng ở trên điện, qua điện thoại mình nhìn mình thấy nó còn mờ mờ á mấy chị. Đó. Rồi xanh biển cho em nha. Xanh biển size 1 cho tới size 6. 70kg lấy cho em số 5 chị Chi Giang. Mẫu 4. Mẫu 4 là mẫu nào vậy chị Trần Hà? Tím cà em hết số 1 chị Bích Ngọc. Em chốt cho chị được một xanh biển số 1 nha. Xanh biển 1. Size 1 em còn được màu vàng, màu xanh dương, màu cam em đang mặc, màu đỏ với màu xanh ghi chị, màu xám ghi chị. Chi Giang lấy số 5 màu em đang mặc là màu cam. Rồi chị lên số alo giùm em đi chị Chi Giang. Bộ em mặc là màu cam của mấy chị thấy cái trái cà rốt á, củ cà rốt á, màu cam cà rốt. Tím cà 1 hết nha chị. Rồi còn ai chốt xanh biển ở trên mã xanh biển. Xanh biển kèm size. Rồi lên màu nữa là em qua mẫu cổ vuông cho mấy chị nha. Mẫu cổ vuông theo hoa viền lai nha mọi người. Rồi lên cho em màu này là màu xanh. 170 giảm 10 còn 160 lấy hai bộ miễn ship luôn nha chị. Rồi lên cho em màu màu xám ghi. Mã xám ghi giùm em hay xanh ghi vậy đó, xanh ghi đi. Màu xanh ghi. Xanh ghi kèm size 1 2 3 4 5 6 giùm em. Xanh ghi kèm size cho em 1 2 3 4 5 6. Rồi chốt cho em mã xanh ghi nha mấy chị. Xanh ghi. 170 giảm 10.000 cho một bộ mấy chị ha. Còn 160 cho em nha. Rồi chốt cho em mã xanh ghi hai bộ miễn ship luôn. Rồi em qua mẫu. Chi Giang chốt cho em số alo mới có đơn nha chị. Em lên cho mình bộ bà ba. À, bộ bà ba thiêu hoa viền lai 165 giảm 10 còn 155 mấy chị nha. Bộ bà ba thiêu hoa viền lai giùm em. Cho mấy chị màu gì nhỉ? Mặc màu đỏ đồ nha. À, bộ đó 170 cũng giảm 10 còn 160. Chị Ngọc có xem bộ đó không? Xem bộ đó em lên luôn. Rồi chị Chi Giang là một bộ màu cam. Bộ màu cam size 5 cho chị Chi Giang. 5 cho chị Chi Giang. Hay là xem mẫu đó trước. Chị nào xem mẫu này. Bộ đồ này chị mặc số 4 ôm không kìa. Chị Ngọc Diệu bao nhiêu ký? Chị Ngọc Diệu. Chị bao nhiêu ký cho chị mẫu này chị mặc số 4 hay là số 3? Tại cái mẫu này form thoải mái chị, form thoải mái lắm. Chị xem ha. Rồi, em lên màu cho xem. Lên mẫu này 170 giảm 10 còn 160 cho em ha, là cái bằng giá của cái bộ hồi nãy mấy chị lựa. Cái bộ này là bộ cách tân 5D cổ vuông em mấy chị. Bộ này dáng quần nó là quần ống rộng xéo cho em nha, có hai túi. Còn bộ hoa sen hồi nãy là quần ống rộng, có một túi. Rồi chốt bộ này lên cho em là bộ đỏ đô giùm em. Bộ đỏ đô cho em đi mấy chị. Để đợt sau mấy chị, bây giờ mấy chị mua bộ đi. Rồi tại sao đợt này á xưởng quá, may xong tàn thành tất các lô bộ không à. Đó, tàn các lô bộ không à. Nên là mua bộ đi. Rồi đợt sau em lên áo lẻ bông cho mấy chị, là lấy những cái quần này phối với áo lẻ bông là rất là đẹp ha. Chị Phạm Thiện không có đơn chị đặt tàn hết không à chị Phạm Thiện. Chị Ngọc Diệu 60kg là size số 4 là cái mẫu nào form ôm.
là chị mặc size 4, còn cái mẫu hoa sen của team em mới thay ra là form thoải mái là chị mặc số 3 là ôm đẹp, số 4 hơi rộng nha. Rồi bộ em mặc chị nào chốt lên cho em mã đỏ đô đi mấy chị. Đỏ đô em còn cho mình là size 2, 3, 4, 5, 6. Đỏ đô size 2, 3, 4, 5, 6 nhìn em nha. Đỏ đô size 2, 3, 4, 5, 6. Rồi mẫu em đang lên cho mấy chị là 170 giảm 10, còn 160 nha mấy chị. Rồi em từ từ em lên bảng màu. Chấm like tim lên giùm em đi mấy chị ơi, chấm like hả tim cho em đi. Sáng không thấy cái gì sáng đâu nhỉ. Đây. Rồi, xong rồi. Rồi lần nào màu trắng em còn size 3, size 5 và size 6. Rồi chị nào chốt bộ trắng lên cho em bộ trắng. Bộ trắng size 3, 5, 6. Bộ trắng size 3, 5, 6. Rồi chốt bộ trắng, bộ trắng giùm em nha. Bộ trắng em còn size 3, 5, 6. Lên giùm em bộ trắng. Bộ trắng size 3, 5, 6 giúp em với chị. Là chị Bích Tượng hỏi cái bộ màu hồng này đúng không chị? Còn nha, mẫu nào nó cũng có nhiều màu hết. Ít nhất cũng phải được 10 màu, 10 bông. Rồi bộ trắng em còn 3, 5, 6 nè mấy chị. Chốt bộ trắng lên bộ trắng cho em nha. Bộ trắng C3, C5, C6. Bộ xám giùm em. Bộ xám em còn size 2, 5, 6. Bộ xám size 2, 5, 6 cho em nha. Chị Ngọc là bao nhiêu ký, cao bao nhiêu á chị Ngọc? Rồi bộ xám cho em. Tiếm Huế Anh Hoa, chị Tình Nhi lấy size mấy em coi còn không chị? Rồi bộ xám nha mấy chị nha. Bộ xám em còn size 2, 5, 6. Chốt cho em bộ xám. Bộ xám size 2, 5, 6. Bộ em mặc là đỏ. Đỏ đô. Bộ xám size 2, size 5, size 6. Rồi mã vàng riêu giùm em nha. Mã vàng riêu em còn size 3, 4, 5, 6. Vàng riêu size 3, 4, 5, 6. Tình Nhi chị lấy size mấy em coi thử còn size không nha chị. Rồi lên về em mã vàng riêu. Mã bông vàng riêu size 3, 4, 5, 6. Chốt lên cho em mã bông vàng riêu giùm em. Vàng riêu size 3, 4, 5, 6. Vàng riêu size 3, 4, 5, 6. À, mẫu này có 3 cái áo lẻ mà em không biết. Thì mấy chị size số 5. Chị nào có lấy áo lẻ thì lấy 100 ngàn một áo giùm em. Giảm 10 còn 90 luôn. Rồi chị nào lấy size số 5 nha. Số 5 em có áo vàng riêu nè, áo đỏ đô với áo xanh coban đó. Chị nào lấy áo là mẫu này em có được 3 cái áo lẻ này size số 5. Giống như là vải nó còn dư á, xưởng ta lên cái áo không. Rồi số 5 em có 3 cái áo lẻ. Rồi số 3 em có cho mình được 3 cái áo lẻ rồi nha. Như 1 bông, 2 bông, 3 bông. Rồi số 3 thì em có được cho mình, số 3 em có được cho mình 3 bông mấy chị. Số 3 em có bông vàng riêu, bông trắng, bông đỏ đô với bông xanh coban. Rồi số 3 thì em có được 4 bông áo lẻ nha. Số 3 em có được 4 bông áo lẻ. Chị nào muốn lấy áo lẻ sao số 3 cũng có. Đó, được hai cục đó áo lẻ. Kiểu như ta lên đủ lô rồi, còn dư vải ta lên được mấy cái áo lẻ đó cho mấy chị á. 3 dưới 5 còn luôn chị Tình Nhi. Rồi bộ vàng riêu. Bộ vàng riêu em còn size 3, 4, 5, 6. Áo vàng riêu, rồi chị Vương lấy 3 áo số 5 luôn rồi ok chị. Áo vàng riêu có áo lẻ số 3 nha mấy chị. Áo vàng riêu có áo lẻ số 3 nha. Rồi bộ tím mà in hoa sen, tím Huế. Đây Tình Nhi, size số 3 với size số 5 em còn luôn nha. Cảm ơn chị Diệu Lâm nha. Rồi chị Vương trần 3 áo nè. Còn ai thấy em chấm like giùm em cái mấy chị. Sao em thấy bên Top Top đứng im luôn rồi, không thấy cái comment nào chạy luôn rồi mấy chị. Rồi đây bộ tím Huế nè chị. Bộ này 165 giảm 10 còn 155.
Rồi, bộ tím Huế, cái này là hoa sen ép lụa giùm em nha. Hoa sen ép lụa cực kỳ đẹp luôn. Mướt rượt trên cái áo luôn. Đây, tím Huế này. Bao lẻ số 5 cho chị Hương Trần rồi, ok chị. Rồi lên cho em đi mấy chị. Đây chị Tình Nhi. Rồi chị nào chốt bộ tím Huế cổ tim này lên giùm em nha. Bộ tím Huế cổ tim hoa sen cho em. Em còn size 2, 3, 4, 5. Bộ này 165 giảm 10 còn 155. Rồi chốt bộ tím Huế là nhà em bộ tím Huế nha. Đây ngay chị. Ép hoa sen. Ép lụa hoa sen. Rồi lên tiếp mẫu em mặc. Lên cho em bộ cam sữa cổ vuông. Bộ cam sữa cổ vuông giùm em nè. Bộ cam sữa cổ vuông là cái bộ trên canh đó. Em còn size 2, 3, 4, 5, 6. Chốt cam sữa cổ vuông lên cam sữa cổ vuông giùm em. Rồi lên cho em mã cam sữa cổ vuông. Size 2, 3, 4, 5, 6. Cam sữa cổ vuông size 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Là bộ cho em canh nha. Cam sữa cổ vuông. Rồi ok chị Tình Nhi. Một bộ số 3, bộ số 5 tím Huế. Cho chị Tình Nhi nè. Cam sữa cổ vuông 5 cho chị Ngọc. Bộ số 3. Rồi, cam sữa cổ vuông size 5 cho chị Ngọc nè. Bộ em đang mặc là 170 giảm 10 nha chị, còn 160 giùm em nha. Hai bộ miễn ship ha. Tình Nhi. Rồi chị Ngọc. Chấm like giùm em mấy chị. Chấm like tim giùm em. Em lên cho mấy chị màu màu tím bằng lăng. Lên giùm em màu tím bằng lăng nè. Tím bằng lăng em còn size 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6 hết size số 4. Rồi lên màu tím bằng lăng giùm em. Bộ tím Huế đó là 165, em đang giảm trên like là 10.000 một bộ, còn 155 chị Dung Lê, hai bộ em vẫn miễn ship chị. Rồi lên cho em màu tím bằng lăng đi mấy chị. Bộ này là 170 giảm 10 còn 160, nói chung là giảm 10.000 trên bộ so với giá bán bình thường của mấy chị ha. Rồi hai bộ em vẫn miễn ship nha. Rồi lên màu tím bằng lăng giùm em đi quý chị. Size 1 cho tới size số 6, hết size 4 thôi. À, chị lấy tím bằng lăng, chị lấy size nào chị Trinh Trần? Cho em cái size chị. Tím bằng lăng size 1, 2, 3, 5, 6, em hết size số 4 màu tím bằng lăng ha mấy chị. Rồi chốt cho em màu tím bằng lăng. Tím bằng lăng 5 cho chị Trinh Trần nè. Rồi ai chốt tím bằng lăng lên tím bằng lăng giùm em nha. 5 cho chị Trinh Trần. 70kg mặc số 5 giùm em chị Huệ ơi. 70kg lấy cho em size số 5 rồi em đưa cho mình màu hồng dâu. Bộ này chốt lên cho em mã hồng dâu. Bộ em đang mặc 170 giảm 10 nha mấy chị, giảm 10 còn 160. Tím bằng lăng số 6 em chốt chị Hạnh Lê. Ok chị. Rồi tím bằng lăng 6 cho chị Hạnh Lê. Tím bằng lăng 2 cho chị Ly Nguyễn. Tím bằng lăng 2. À còn rồi ok chị. Em mặc bộ xám hả? Bộ xám đẹp lắm chị ơi. Cái bộ này màu xám lên rất là đẹp nha. Rồi em thấy số chị Trinh Trần rồi nha. Tím bằng lăng 2 cho chị Ly Nguyễn. Bộ xám đẹp lắm nha. Rồi để mặc bộ xám cho. Tím bằng lăng 2 cho chị Nguyễn Kim. Rồi cái bộ này mấy chị mặc mùa này là đúng bài nè. Mùa này mùa hoa tím bằng lăng nó nở nè mấy chị. Mặc đi chụp hình đẹp lắm luôn á. Rủ mấy chị em vô mấy cái chỗ mà nó trồng bằng lăng nhiều đó. Em thấy ven đường nó hay có đó. Chụp hình đẹp mấy chị. Phụ nữ mình thích sống ảo mà.
Em không có rảnh, em rảnh em cũng đi chụp hình nữa. Rồi tím bằng lăng size 5, size 3 cho chị Tình Nhi. Tím bằng lăng 35 cho Tình Nhi. Chấm like giùm em với mấy chị ha. Chị Nguyễn Kim còn một bộ số 2. Rồi em hết tím bằng lăng 2 nha. Tím bằng lăng 3, 5 cho chị Nguyễn Nhi. Đúng rồi, lên tím bằng lăng vậy em mấy chị. Y như cái màu hoa tím bằng lăng đó. Bộ cam trong hình lượm rồi đợi em tí. Co giãn mạnh nha chị. Tím bằng lăng 1 dồn đơn cho chị Bích Trần Ngọc. Rồi là em hết tím bằng lăng 1, 2. Tím bằng lăng giờ em còn xe 3, 5, 6 mấy chị nha. Rồi bộ 1 này của cho chị Bích Ngọc. Ôi em mặc bộ này số 2 rồi, vậy số 1 hết hay sao Bích Ngọc ơi. Để em kiếm lại còn em lấy cho nha chị. Hình như tím bằng lăng số 1 em nhớ còn một bộ mà không biết có lộn đi đâu không. Đây bộ cam sữa này, em mặc bộ cam sữa này trong canh này. Để em coi lại em kiếm lại nha. Em nhớ còn một bộ tím bằng lăng số 1 nữa chị. Còn thì em chốt cho nha chị Bích Ngọc. Còn nếu không còn thì thôi chị nha. Tại vì em nhớ còn. Bộ em đang like 170 giảm 10 còn 160 mấy chị nha. Lấy hai bộ miễn ship luôn nha. Rồi bộ bông cam sữa giùm em. Chốt lên cho em mã cam sữa. Cam sữa em còn size 2, 3, 4, 5, 6. Cái bông này nó phối lên sang lắm nè mấy chị. Mã cam sữa cho em size 2, 3, 4, 5, 6 nha mấy chị nha. Rồi chốt cam sữa là mã cam sữa giùm em. Lên cho em mã cam sữa. Đó. Đây nha chị Kim Phạm ơi. Rồi cam sữa size 2, 3, 4, 5, 6 cho em nha. Em lên cho mình màu xanh, màu nãy nó màu gì, hồng dâu. Hồng dâu giùm em nè. Rồi lên mã hồng dâu nha mấy chị. Hồng dâu size 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Chốt cho em mã hồng dâu. Do cái bộ đó ở trong xa cái ánh đèn like chị thấy nó tối á chị. Còn em đứng gần ánh đèn like là cái màu nó đúng. Cái màu trong kia là nó bị tối màu á. Do cái ánh đèn nó xa ánh đèn ha. Rồi chốt lên giờ em màu hồng dâu. Lên cho em màu hồng dâu giùm em nha. Hồng dâu em còn size 2, 3, 4, 5, 6. Hồng dâu size 2, 3, 4, 5, 6 giùm em. Rồi lên cho em mã hồng dâu đi mấy chị. Hồng dâu size 2, 3, 4, 5, 6 cho em nha. Đây chị ha. Nó cùng một bộ em treo lên đó. Mà cái này ở trong kia là nó xa ánh đèn á, mình nhìn nó tối. Còn nó sáng, sát ánh đèn thì chị nhìn nó sáng lên nha. Chứ nó cùng là một bộ nha. Rồi lên cho em mã hồng dâu. Hồng dâu size 2, 3, 4, 5, 6 nè mẹ. Cam sữa 6 em chốt cho chị Phỉ. Rồi cam sữa 6 cho chị Phỉ một bộ. Rồi là hết thì em mặc bộ xám nha. Chị Phụng nhận được đơn hàng nào chưa chị? Là chị em lấy chị cam sữa 6 luôn đúng không chị Kim Phạm? Rồi cam sữa 6 cho chị Phỉ một bộ, cho chị Kim Phạm một bộ. Là em hết mã cam sữa 6 luôn nha. Cam sữa giờ em còn size 2, 3, 4, 5. Chưa nhận được đơn nào luôn hả chị? Hình như còn một đơn đang đi phải không ta? Rồi cho chị Kim Phạm. Cho chị Hình Thị Phỉ. Hai đơn hả? Ok chị. Bộ hồng phía sau là 165 giảm 10 còn 155. Tất cả các mẫu hôm nay em like cho chị đều giảm giá hết nha mọi người.
Rồi em mặc bộ xám, xám thì em chỉ còn size 2, size 5 và size 6. Bộ em mặc là lên cho em mã hồng dâu. Hồng dâu cho em nha. Mã xám. Xám em còn size 2, 5, 6. Rồi, chị là chốt bộ xám lên bộ xám cho em. Size 2, size 5, size 6. Lấy bộ hồng cho em phía sau. Rồi cho em cái chiều cao cân nặng luôn đi chị Khanh ơi. Chị Huỳnh Thị mặc cho em size số 2 nha chị. Phúc Lê lấy hồng dâu cho em cái chiều cao cân nặng luôn nha. Để em lấy size. Rồi bộ xám em còn size 2, 5, 6 nha mấy chị. Chốt bộ xám lên bộ xám cho em nha. Mét 55 bao nhiêu ký vậy chị Khanh ơi? Ủa quên chị Khanh nói bao nhiêu ký. Ờ mét 55 mà bao nhiêu ký chị? Rồi em lấy cho mình size 2 nha. Mình lên số alo giùm em. Lên em số alo. Rồi bộ này chốt cho em mã xám. Xám em còn size 2, 5, 6. Màu xám đẹp lắm luôn nha mấy chị. Quát màu cực kỳ đẹp luôn đó. Rồi chị nào thích xám thì cho em mã xám. Hồng dâu 2 cho chị Ly Nguyễn. Chị Phúc Lê mặc cho em size số 5. Phúc Lê lên cho em số đi chị Phúc Lê. Chị Khanh lên số giùm em luôn ha. Rồi xám 6 em chốt cho chị Phỉ. Xám 6 cho chị Phỉ. Kiếm lại ha. Xám giờ hết. Còn 256 à, em thấy còn 256. Cái này cho chị Ly Nguyễn. Rồi. À, xám 6 của chị Thủy nè. Sáu 7 ký số 6 là mặc hơi thoải mái á chị Thủy ơi, còn mà vừa người ôm là size số 5. Mẫu này á nếu mà lấy số 6 là hơi rộng luôn á chị. Mẫu này nếu lấy số 6 là hơi rộng, hơi thoải mái. Nếu mà mua cho người mà lớn tuổi lấy số 6 là nó thoải mái chị. Thoải mái giống em đang mặc size số 2 vậy nè. Nó rất là thoải mái. Rồi chị Khanh với chị Phúc Lê cho em số alo hai chị ơi. Xám 5 cho chị Trần Mai. Xám 5. Hình như hết xám 5 luôn rồi á. À còn bộ rồi sáng năm chị Trần Mai. Chị Trần Mai đơn của chị gọi chốt chưa vậy chị Trần Mai? Bộ hồng 2 em chốt cho chị Khanh. Hồng này hồng sen nha chị. Trang sữa 5 cho chị Trang Thu. Rồi sữa 5 em chốt chị Trang Thu. Bộ hồng đây nha chị Khanh nha. Rồi, bộ hồng đây ha. Nãy em cũng cầm cho chị nào xem á. Bộ hồng. Rồi chị Phúc Phúc gì đâu ta? Phúc Lê chị ơi, bấm giùm em chữ A cộng kèm chính số alo sao, bỏ số 0 đầu đi chị. Chưa thấy số của mình, chưa có đơn nha. Cam sữa 5 của chị Trang Thu. Cam sữa 5. Rồi, em lên cho mấy chị màu xanh coban. Rồi chút nữa 2 giờ mấy đứa nhân viên ra, em nói nó gọi cho chị cọc giùm em nha. Đơn chị cọc cho em 500 đi, rồi xong rồi còn bao nhiêu thu hộ nha chị. Đơn chị chốt 3 like rồi dồn lại cọc cho em 500 nha, còn bao nhiêu thu hộ. Bao nhiêu ký vậy chị Mảnh Thị Huỳnh? 50. Hồi nãy chị nói chị bao nhiêu ký? 50 ký mét 53. Rồi chị cho em số alo ha. Chị Huỳnh Thị Mảnh á, cho em số alo nha. Em lên cho mình màu xanh coban. Bộ em mặc là xám. Rồi xanh coban em còn 3, 4, 5, 6 nha mấy chị. Lên vậy em bộ xanh coban size 3, 4, 5, 6. Xanh coban 3, 4, 5, 6 nha. Cho em số điện thoại là có đơn nha chị Mảnh ơi. Rồi ok chị nè. Một bộ xám 2. À để em coi thử xám 3 còn không. Xám 2 cho chị Mảnh.
đến 3. Rồi hết luôn rồi chị. Hết luôn hả? Còn 2 với... bây giờ là 6 là em còn 2, 5, 6. Hết 1, 3, 4. Rồi chị Mạnh có đơn rồi. Đây em màu xanh coban size 3, 4, 5, 6 thì mấy chị ơi, bộ xanh coban size 3, 4, 5, 6 dùm em nha. Xanh coban size 3, 4, 5, 6. Rồi lên giờ em màu xanh coban size 3, 4, 5, 6 mấy chị. Rồi xanh coban cho em nha, em còn size 3, 4, 5, 6 màu xanh coban. Chốt coban lên mã coban cho em nha. Rồi xanh coban size 3, 4, 5, 6. Xanh coban size 3, 4, 5, 6 chị nè. Lên màu nữa là em qua mẫu. Lên cho mấy chị màu gì ta? À, màu xanh ngọc. Rồi xanh ngọc nữa là em hết mẫu này nha mấy chị. Xanh ngọc size 2, 3, 4, 5, 6. Bộ em đang like là 170 giảm 10 trên like, còn 160 hai bộ miễn ship nha chị Mai Khanh Lê. Rồi lên cho em bộ xanh ngọc mấy chị. Rồi xanh ngọc đẹp chưa? Rồi chốt lên cho em mã xanh ngọc. Màu trắng có, màu trắng em còn size 3, size 5 và size 6. Ủa trắng hồi nãy em có đưa á. Rồi lên cho em mã xanh ngọc đi mấy chị. Bộ xanh ngọc giùm em nha. Size 2, 3, 4, 5, 6 mã xanh ngọc đi mấy chị ơi. Xanh ngọc size 2, 3, 4, 5, 6. Xanh ngọc 2, 3, 4, 5, 6 bộ trắng nè. Trắng em còn size 3, 4, 5, à, trắng em còn size 3, 5, 6 nha. Rồi em lên bộ trắng nữa qua mẫu, qua mẫu này. Qua mẫu màu cổ vuông cho mấy chị. Áo dài đi chùa. Áo dài đi chùa có chị, mới về luôn. Mới về lô mới đó. Rồi em lên bộ trắng nha. Bộ em mặc lên cho mã xanh ngọc. Ai còn xem like mình chấm like lên giùm em cái nha mấy chị nha. Bộ xanh ngọc em còn 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bộ trắng nè em còn 3, 5, 6 bộ trắng. Size 3, 5, 6 giùm em. À chị Bích Thuận ok chị. Rồi bộ trắng cho em size 3, 5, 6. Xanh ngọc 2 cho chị An An Phạm. Xanh ngọc 2 cho chị An An Phạm. Rồi chị nào thích bộ trắng, bộ trắng nha. Bộ đang lên 170 giảm 10 còn 160 chị nha. Hai bộ miễn ship. Hết chị Ly. Còn được size số 3 nè, còn được bộ số 3 em đang mặc nè. Số 5 với số 6. Biết số 6 còn không nữa. Rồi lên em bộ trắng. Chị Lê Nguyễn bao nhiêu ký? Em coi số 3 có rộng lắm không nè, như em đang mặc nè. Đó thì em thì mặc rộng thì dĩ nhiên rồi, tại em có 44 ký à. Bộ số 3 chị tầm chừng 54 55 ký thì chị lấy được, về có rộng eo tí xíu nhưng chị cho đạp đường chỉ lại nó ôm. Rồi lên em bộ trắng. Bộ trắng em còn size 3 5 6 mấy chị ha. Chốt trắng đi, trắng luôn. Trắng 3 5 6. Rồi. Trắng năm em chốt chị Trang Thu. Chị 53 ký mặc số 2 giùm em nha. Mà thử bỏ dài rồi đợi em xíu nha. Xanh ngọc 2. Trắng em còn 3, 5, 6 nha chị. Rồi xanh ngọc 2 chị An An Phạm. Rồi em qua bộ cổ vuông thiêu hoa viền lai 165 giảm 10 còn 155. Qua bộ thiêu hoa viền lai giùm em nha. Chấm like giùm em đi mấy chị ơi. Hãy tính lên bộ gì. Rồi bộ này chốt cho em mã đỏ đô.
Cái này em đưa bảng màu thôi cho mấy chị chốt cho nhanh nha, tại vì cái mẫu này nó tới 14 màu đó, mặc từng bộ nó lâu lắm mấy chị. Em mặc chị xem màu vàng đồng hả? Rồi ok, lỡ lại mặc bộ đỏ cái đây. Rồi chốt bộ đỏ đô, lên bộ đỏ đô giùm em nha. Size 1 cho tới size số 6 mã đỏ đô đi mấy chị. Chị Bích Thuận bao nhiêu ký, cao nhiêu vậy chị Bích Thuận? Lên cho em màu đỏ đô đi cả nhà. Đỏ đô 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bộ em đang lên là 165 giảm 10 nha mấy chị. Hôm nay là giảm giá quá trời luôn, mấy chị mua đi vừa giảm giá vừa miễn ship luôn. Giảm 10 ngàn cho một bộ là lấy hai bộ còn được miễn ship nữa. Chị Bích Thuận bao nhiêu ký, cao nhiêu vậy chị? Rồi chị nào chốt bộ em mặc lên giùm em. Đỏ đô. Đỏ đô size 5 cho chị Tâm Phạm. Ủa chị Tâm Phạm, chị Tâm Phạm nhận hàng chưa? Đỏ đô 5 như chị Tâm Phạm. Chị Tâm Phạm hồi nãy nhớ nhận hàng chưa chị? Đỏ đô 5. Rồi em chốt cho chị Tâm Phạm. Nhận rồi, ok chị. Bộ em đang mặc là 165 giảm 10 còn 155. Rồi vàng đồng đâu rồi ta? Đây vàng đồng đây. Rồi em lên màu vàng đồng nè. Đẹp quá mới mua nữa. Ok, cảm ơn chị nha. Hồi nãy đơn của chị biết sao em biết mới giao không? Của chị số điện thoại số cuối là 922 em nhớ. Mà con bé nhân viên nó tạo là 822, shipper nó giao không được. Nó gọi là nhầm chị khác. Mà shipper đó nó kêu là nó biết chị, nên nó gọi lại cho em, em phải xác nhận số lại để nó tới nó giao á. 55 kg 1m50. Chị Bích Thuận ơi, 55 kg 1m50, mà nếu mà chị lớn tuổi chị lấy số 3, nếu mà cảm thấy mình có bụng nhiều lấy số 3, còn cảm thấy mà gọn người muốn mặc ôm thì lấy số 2 được nha chị. Chị bộ trắng mà chị lấy size số 3 thì hơi rộng nha chị Mảnh. Số 2 là chị mặc vừa đẹp. Nó không ôm mà nó cũng không có rộng, nó vừa phải. Eo 80 lấy số 3 đi chị Bích Thuận. Rồi em đang lên màu vàng đồng nè. Ủa chị Diêu Sơ 8950 nè chị ơi. Hồi nãy giờ là chị chưa có đơn á. Chị đặt bộ gì với bộ gì, size gì rồi chị lên giùm em lại đi, em chốt cho nha. Nãy giờ chị chưa có đơn. Rồi màu em đang lên là màu vàng đồng nè mấy chị. Vàng đồng kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chốt vàng đồng, lên vàng đồng cho em nha. Vàng đồng. Đây nha chị Bích Thuận ơi. Cái màu này mấy chị kêu màu cao khô gì cũng đẹp. Để mình đi chùa đồ cũng mặc được mấy chị. Rồi bộ em đang like là 165 giảm 10 ngàn trên một bộ. Còn 155 lấy hai bộ em miễn ship luôn mấy chị ha. Rồi vàng đồng 5 em chốt cho chị Tâm Phạm. Lên cho em màu vàng đồng mấy chị. Màu đen hiện tại giờ em còn được size số 2 với size số 5 thôi chị, hết size số 6 luôn rồi. Hết đen 6 rồi chị Kim Phạm. Đen 6 em còn mẫu này cũng 155, cũng 165. Ủa mà hết luôn rồi. Hết luôn, vậy là không còn bộ nào đen size 6 luôn rồi chị. Em coi lại đi. Rồi đen 6 không còn mẫu nào còn rồi chị ơi. Năm mươi lăm ký mét 55 số 2 được nha chị An An. Rồi vàng đồng 5 cho chị Tâm Phạm. Bộ em đang like là 165 giảm 10 còn 155, hai bộ miễn ship mấy chị ha. Một bộ thì ship 25 giùm em nha. 45 kg chị lớn tuổi hay gì, 45 kg mà móc đâu ra. Eo 76 giữ người đẹp. Em 44 kg, eo có 64 mà chị 45 kg, eo tới 76, hay là lớn tuổi hay sao ha. Nếu mà eo 76 mà 45 kg thì chị lấy số 2 cho em được nha. Nhiều chị cái eo cũng đo đo cái bụng, đo cái bụng là sai rồi đó. Quần vàng áo bông thì chị mặc được số 2 nha chị Bích Thuận, nhưng mà bộ đó
bộ đó em không còn size số 2. Rồi chị nào chốt vàng đồng lên cho em mã vàng đồng. Vàng đồng giùm em ha. Vàng đồng. Rồi em lên cho mình màu tím than. Lên cho em màu tím than nha. Tím than kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Tím than em còn 1, 2, 3, 4, 5. Tiết Châu ơi, nếu vậy chị lấy số 2 đi chị. Em 44kg nè. Eo 64 mà chị kêu chị eo tới 76 luôn. Thì mặc số 2 giùm em nha. Ủa bộ này không phải. Cái gì cái bộ bự. Rồi, lên nhẹ màu xám đi. Rồi lên màu xám nha, xám kèm size 12 12456 hết size số 3. Mét 6 56 kg eo 73. Chị mặc cho em size số 2 được nha chị nha. Đó người ta 56kg người ta eo 73 mà mình 45kg mình eo tới 76 luôn. Hay là chị lớn tuổi để em biết em tư vấn sai cho nha. Rồi đây em xám đi cả nhà. Xám size 1256 12456. Có và ba quần đen lẻ chị, quần đen lẻ là 75.000 một quần giùm em nha. Quần đen 75.000 một quần cho em ha. Size từ số 1 cho tới số 5. Quần đen lẻ. Rồi chị nào chốt bộ xám nha, em bộ xám đó chị. Bộ xám em còn 1 2 4 5 6. Ở 1 2 4 5 hết số 6 với size số 3. Rồi chốt bộ xám lên bộ xám nha mấy chị nha. Xám kèm size giùm em. Em lên cho mình màu hồng cánh sen nè. Hồng cánh sen size 2, 3, 4, 5, 6 giùm em mã hồng cánh sen. Rồi lên hồng cánh sen cho em nha. Size 2, 3, 4, 5, 6. Áo và ba lẻ em hết chị. Hiện tại em chỉ có bộ thôi, hết áo lẻ rồi ha. Rồi lên giùm em mã hồng cánh sen. Hồng cánh sen size 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên giùm em hồng cánh sen 2, 3, 4, 5, 6 nha chị nha. Hồng cánh sen size 2, 3, 4, 5, 6 giùm em nha. Rồi chốt này cho em màu hồng cánh sen nha chị. Hồng cánh sen size 2, 3, 4, 5, 6. Ai còn xem like mình chấm like giùm em cái mấy chị ơi. Chị mặc số 2. Chị ơi chị lên số alo giùm em đi. Chị lên số alo giùm em lấy cho chị một bộ đỏ đô số 2 với lại chị lấy bộ gì nữa. Rồi hồng cánh sen 5 cho chị Tâm Phạm. Lấy em màu hồng cánh sen mấy chị. Hồng cánh sen 5 cho chị Tâm Phạm. Tám chín năm không lên số alo giùm em chị đẹp là có đơn nha. Là em chốt chị được một bộ đỏ đô size 2 chứ hồi nãy chị lấy bộ gì nữa thì em không biết. Tại nãy giờ mình bị ẩn định lận hay gì á. Là em chốt cho chị được một bộ. Rồi để em coi coi. Một bộ đỏ đô mẫu em mặc rồi với cái gì nữa chị, với bộ nào nữa chị? Em chốt chị được một bộ đỏ đô thôi á. Chị Lê Hà ơi, nếu mà eo 73 thì em lấy chị size số 2 là ôm luôn á nha chị, ôm lắm nha. Tại vì thường 56kg là em lấy size 3 không à. Nhưng mà chị kêu cái eo chị nhỏ. Nhiều khi là mình nặng xương, mình gọn người á thì em lấy cho chị theo cái eo của chị là em lấy chị size số 2 thôi. Rồi, ok chị cho em số alo nha. Chị user 8950 em chốt chị được một bộ đỏ đô size số 2. Hồi nãy chị lấy bộ gì nữa không chị? Màu đen size 2 mẫu em mặc hả? Nhớ là hôm còn mẫu số 2 mà không.
nút còn không? Để em tí xíu nha. Tại nó đang lẫn lộn đây, em kiếm chưa ra cái áo chị. Ở đây nè. Rồi bộ đen giùm em còn size 2 và size 5. Rồi hồng cánh sen 2 em chốt cho chị Lê Hà. Mẫu em mặc bán nguyên bộ chị. Rồi hồng cánh sen 2 bộ em đang mặc. Em chốt cho chị Lê Hà. Ly Nguyễn, chị Ly Nguyễn bao nhiêu ký, cao nhiêu vậy chị? Cho em lại chiều cao cân nặng nha. Cho em chiều cao cân nặng lại, em coi chị mặc số 2 có được không nha chị. Chứ mà eo 80 là phải lên số 3 giùm em đó. Không, thường mặc size 2 là như cái form hồi nãy. Chị chốt cái form nào mà to chị mặc số 2 được. Còn mà form nào nhỏ là chị phải lên số 3. Tóm lại chị cho lại em chiều cao cân nặng đi. Em canh size lại cho nha. Cho là em chiều cao cân nặng đi. Rồi hồng 2. Chị lựa mặc cho em size số 6 nha chị. Bộ em mặc là 165 giảm 10. Còn 155. Rồi Lưu Nghĩ chị mặc số 2 cho em là ok rồi đó chị. Rồi lên cho em bộ đen. Còn đúng một bộ đen size số 2 với một bộ đen size số 5 thôi nha mấy chị nha. Rồi lên bộ đen giùm em. Đen 2 năm. Đen em còn size 2, size 5 mấy chị ơi. Lên cho em màu đen. Đây chị Nguyễn Kim còn bộ số 2 lấy luôn chị. Đen em còn 2 dưới 5. Đen size 2, size 5. Rồi chị là chốt đen em đen cho em nha. Đen 2 năm. Rồi đen 2 cho chị Nguyễn Kim là em hết đen 2. Đen còn được một bộ số 5 nữa mấy chị là hết cái màu đen. Rồi em lên cho mấy chị màu vàng dưa cải nha. Lên cho em màu vàng dưa cải nè. Vàng dưa cải kèm size giùm em nha. Vàng dưa cải em còn size 2, 3, 4, 5, 6. Chốt lên cho em màu vàng dưa cải. Size 2, 3, 4, 5, 6 cho em mấy chị. Vàng dưa cải size 2, 3, 4, 5, 6. Có tím Huế nha chị Bích Nguyễn. Tím Huế em còn size 3, 4, 5. Rồi màu vàng dưa cải giùm em cả nhà. Màu vàng dưa cải cho em nha. Size 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi, mẫu này là áo tay lỡ chị. Bộ em đang like là 165 giảm 10. Còn 155 trên like, hai bộ miễn ship. Tức là em vừa bán giá giảm mà vừa miễn ship luôn đó chị. Mua hai bộ được giảm 20 ngàn còn được miễn ship luôn nữa. Rồi lên giùm em là màu vàng dưa cải đi cả nhà. Vàng dưa cải giùm em nha. Bộ em đang like, bộ vàng nào chị Ngọc Hân? Bộ vàng trên canh này là áo dài nha chị. Bộ áo dài nha. Không chị, rồi chị nào chốt vàng dưa cải, vàng dưa cải giùm em. Vải thun lay dông nha chị Huỳnh Chi. Vàng dưa cải em còn size 2, 3, 4, 5, 6. Ủa, vàng dưa cải em còn đủ size mấy chị, 1, 2, 3, 4, 5, 6, màu vàng dưa cải. Rồi em lên cho mấy chị đây màu tím Huế nè. Tím Huế. Có tím cà chị, tím cà thì như em còn được có một bộ size số 2 là hết màu tím cà luôn. Tím Huế áo số 3 đâu rồi nhỉ? Rồi đây màu tím Huế giùm em nha. Bộ đồ màu trắng. Bộ đồ màu trắng em đâu còn size số 2 chị ơi. Bộ màu trắng đó em còn size số 3, không còn số 2. Chị bao nhiêu ký, cao bao nhiêu vậy chị? Lên chiều cao cân nặng giùm em đi. Bộ vàng em mặc là 165 giảm 10 còn 155 trên like nha chị Ngọc Hân. Rồi lấy em bộ tím Huế. Tím Huế em còn size 3, 4, 5. Chốt bộ tím Huế lên bộ tím Huế cho em size 3, 4, 5.
chị Mảnh đâu, em coi lại hồi nãy chị chốt bộ gì. Chị nói ngược rồi, hồi nãy là chị chốt bộ xám, bây giờ em chốt cho chị bộ hồng dâu nữa là hai bộ. Hồi nãy chị chốt bộ xám nha chị Huỳnh. Lấy vàng dư cải nếu không có tím bằng lăng. Rồi ok chị. Ok chị. Chị Bích Ngọc Trần. Đây bộ mặt tím Huế là size 345. Tím Huế em còn 345 nha chị. Chốt tím Huế lên bộ tím Huế cho em. Size 345 mặt tím Huế. Đen 5 tím Huế 5 cho chị Ngọc Diệu. Ok chị Ngọc Diệu. Khoan khoan em nhớ còn bộ đen 5 mà để em kiếm lại coi còn không nha. Đợi Ngọc Diệu đợi em tí nha. Đen 5 em kiếm lại coi. Để hết là chết quốc luôn nha. Rồi ok chị. Đen 5 tím Huế 5 cho chị Ngọc Diệu. Bộ tím Huế em đang mặc là em còn 3 4 5. Rồi chị Ngọc Diệu hai bộ. Tím em đang mặc 165 giảm 10 nha chị. Cứ trên like mấy chị cứ mua bộ là được giảm 10.000, mua bộ thì giảm 10.000 vậy đó. Hai bộ đổ lên là em miễn ship luôn nha. Còn mua ở dưới like xuống like nhắn tin là 165. Bộ này trên like là em bán 155 cho mấy chị luôn. Size 565 70kg nha chị. 70kg cao 1m55 đổ lên dùm em. Rồi chị Bích Thuận cho em số đi chị Bích Thuận. Bích Thuận lên số dùm em nha. Vàng dư cải 1 cho chị Bích Ngọc. Em 44kg, 1m55 chị. Lê Hà, em sợ số 2 chị mặc hơi chật đó chị. Chị muốn đổi qua số 3. Nè, em đang mặc là số 3 nè. Tại chị 56kg. Rồi, ok chị Ngọc Diệu. Diễm My, chị nhận hai bộ đồ đẹp lắm. Cảm ơn chị Diễm My nha. Bích Thuận cho em số đi chị Bích Thuận ơi. Rồi là bây giờ em lấy cho chị Mảnh là một bộ hồng dâu nữa, là tóm lại là của chị là một hồng dâu và một xám nha. Của chị là hai bộ số 2, một hồng dâu với một xám. Hồi nãy em chốt xám rồi. Rồi chị Bích Thuận là một bộ màu vàng dư cải size số 2. Vàng dư cải 2 cho chị Bích Thuận. Tay và eo chị nhỏ hả? Rồi ok chị. Rồi em chốt tím Huế nữa không mấy chị? Tím Huế em còn 3 4 5. Tím Huế em còn 3 4 5. Em lên cho mấy chị màu xanh lá nha. Màu xanh lá. Rồi chốt xanh lá lên xanh lá giùm em. Xanh lá em còn size 1 3 4 5 6. Ủa, xanh lá em còn size 1 3 4 5. Ờ đúng rồi, 1 3 4 5 6. Vải thun lê dông nha chị Nguyễn Nhiên. Tím Huế 5. Rồi chị Xuân Trinh cho em số alo đi chị Xuân Trinh. Xuân Trinh cho em số nha. Rồi bộ em đang like 165 giảm 10 còn 155 trên like mấy chị. Lên cho em màu xanh lá. Xanh lá em còn 1 3 4 5 6. Hết size số 2. Màu xanh lá. Hết cũ hả? Chị cho số lại em với. Tại vì em đổi app mới đó. Cái bên app mới mình chưa có số lại, mình cho số lại giùm em nha. Rồi lên bộ xanh lá giùm em mấy chị. Xanh lá. Úc miền Tây hello chị. Một tím Huế xanh lá 3 cho cô Úc miền Tây. Ok chị nha. Huế nè. Lá nè. Số 3. Úc miền Tây có đơn nào gọi chưa chị? Mấy cái đơn áo sale đồ gọi cho chị chưa? Rồi chị Bích Thuận có đơn rồi nha chị. Rồi tím Huế 5 cho chị Xuân Trinh. Còn một đơn chưa gọi hả? Nếu mà gọi chị kêu dồn hai bộ này vô nha. Hay là gọi bà không nghe máy. Bà chị chuyên gia không nghe máy. Chuyên gia lơ lơ không nghe máy.
Nếu nghe nói nó dồn hai bộ này vô luôn nha chị. Chưa gọi hả? Ủa em nhớ cái đơn hàng sale là gọi rồi đó bà ơi. Xanh lá em hết số 2 chị Lê Hà. Chị lấy qua xanh ngọc được không? Xanh lá bây giờ là hết 2 với 3 luôn. Vậy là còn 1, 4, 5, 6 thôi mấy chị. Bộ xanh lá em đang mặc á. À lấy thêm bộ đó đi chị Xuân Trinh. Bộ đó là 170 giảm 10 còn 160 đó chị. Chốt thêm bộ này đi về mặc hai bộ em miễn ship luôn. Hai bộ được giảm 20 ngàn miễn ship nữa. Bộ này lên mã bông cam sữa cho em nha. Đây chị Mảnh, chị Huỳnh Thị Mảnh ơi, chị chốt mà cuối cùng chị không nhớ rồi. Hồi nãy em chốt về một bộ mẫu như vậy nè là màu xám, và một bộ mẫu như vậy luôn là màu hồng dâu, là hai bộ cùng một mẫu này, nó chỉ khác màu thôi đó. Hồi nãy em mặc bộ xám lên chị chốt xong chị kêu lấy hồng dâu, là cái mẫu này em mới có hồng dâu nè, đâu có mẫu nào có hồng dâu đâu. Chị Xuân Trinh lấy bộ này lên giùm em là bộ cam sữa cổ vuông giùm em size 5 nha. Em dơ lại cho chị Mảnh nè, để nhớ mẫu giùm em chứ thôi chốt mới chút xíu mà không nhớ mình chốt mẫu gì là chốt quốc rồi, hàng tới chưa gửi không đúng mẫu nữa. Hai bộ em chốt chị là hai bộ này nha chị Huỳnh Thị Mảnh nè. Nãy mặc bộ xám này là chị chốt xám nè, không có mẫu nào trơn hết á. Đây nghe chị, hồi nãy là chị chốt một bộ xám này nè, là ok chưa? À rồi chị kêu lấy thêm cho chị một bộ hồng dâu, là em lấy cho chị bộ này là chị có ok không? Bộ này là em kêu hồng dâu đó, là hai bộ ok thì bấm ok lại giùm em cái nữa nha. Bộ em đang cầm 170, bộ em đang like là 165, cứ mỗi bộ em giảm 10 ngàn, cứ mỗi bộ là em còn giảm cho mấy chị 10 ngàn nữa, tức là 165 thì còn 155, 170 là còn 160, và hai bộ là miễn ship nha mấy chị. Rồi được chưa chị Mảnh ơi, được bấm được giùm em hai bộ này đi chị. Được bấm được, xác nhận đơn lại giùm em cái nữa nha. Rồi ai chốt xanh lá em mặc lên cho mã xanh lá. Xanh lá, xanh lá mấy chị. Xanh lá em còn size cho mấy chị là 1456 ha. Rồi em lên cho mình xanh ngọc. Em lên cho mình màu xanh ngọc nè. Xanh ngọc size 23456 giùm em. Xanh ngọc size 23456. Rồi chốt xanh ngọc cho em mã xanh ngọc nha. Đâu rồi chị Mảnh? Hai bộ hồng dâu đó đúng không chị? Xám là ok rồi, còn cái bộ hồng dâu đó có chịu không? Xám cho em. Nữa là sao nữa? Thì đó, bộ xám là em lấy cho chị rồi, còn cái bộ hồng dâu chị có lấy không? Lấy bấm lấy, không lấy bấm không lấy, là em bỏ ra là chị chỉ có một bộ thôi. Hay là chị lấy bộ xám mẫu em mặc nữa. Rồi bộ xanh ngọc này size 2 nha mấy chị. Rồi bộ xanh ngọc giùm em nha. Xanh ngọc em còn size 23456. Xanh ngọc size 23456 giùm em nha. Chốt lên cho mã xanh ngọc mấy chị. Rồi xanh ngọc. Rồi rồi em hiểu rồi. Tức là bây giờ bộ xám này chị thêm bộ xám này số 2 là hai bộ xám. Rồi cái hồng dâu chị có lấy không? Hồng dâu nữa là thành 3 bộ luôn đó nha chị. Rồi mới bị lùng bùng rồi. Cam sữa cổ vuông 5 cho chị Xuân Trinh. Rồi em thêm cho chị 8950 user một bộ xanh ngọc số 2 nữa. Em chào chị Gia Bảo. Là chị muốn lấy thêm bộ xám này số 2 nè đúng không chị Mảnh ơi? Đây là hai bộ. Rồi cái hồng dâu chị có lấy không? Bộ này cũng có hoa thiêu chứ đâu phải trơn đâu chị. Bộ này cũng có hoa thiêu mà. Rồi hồng dâu có lấy không chị? Để em biết nha, em còn bỏ ra. Là của chị là hai bộ xám, một xám 5D, một xám thiêu hoa. Hồng là chị không lấy rồi, ok chị nha. Đó vậy đi cho em dễ biết. Rồi xanh ngọc 2 em chốt cho chị user 8950
cam số 5 cho chị Xuân Trinh. Rồi cam số 5 chị Xuân Trinh. Ai chốt màu xanh ngọc em mặc nữa lên như em mã xanh ngọc nha mấy chị. Rồi xanh ngọc kèm size, xanh ngọc em còn 2 3 4 5 6 mã xanh ngọc. Em lên cho mấy chị mã đỏ hồng giùm em ha, mã đỏ hồng nè. Cái màu này nó đỏ đỏ hồng hồng mấy chị, không phải đỏ tươi. Rồi lên giùm em mã đỏ hồng. Đỏ hồng size 1 cho tới size số 6. Lên mã đỏ hồng giùm em ha. Đỏ hồng size 1 cho tới size số 6, lên cho em mã đỏ hồng mấy chị. Bộ bà ba bông chị, bộ ba bông bây giờ chị coi size mấy. Chị cho em cái size đi em coi còn bông gì em lên cho nha. Bà ba bông hiện tại giờ em còn chủ yếu là size 5 với size 6. Size 1 2 3 4 và còn ít còn có 2 3 bông. Rồi lên cho em mã bông đỏ, mã đỏ hồng nè mấy chị. Màu nó là đỏ với hồng quá mấy chị ơi. Rồi chốt đỏ hồng lên đỏ hồng giùm em. Mã đỏ hồng giùm em nha. Màu đen hết rồi chị Mai Mai. Màu đen qua giùm em mẫu khác. Mẫu này em hết đen. Rồi lên cho em mã đỏ hồng đi mấy chị. Rồi em chút xíu nha mấy chị ơi. Đỏ hồng kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em. Đỏ hồng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chị bao nhiêu ký, cao như chị Mai Mai? Lên giùm em cái chiều cao nặng em coi thử là màu đen mẫu nào còn cho chị em lên cho nha. Còn sai thì em lên cho. Rồi lên tiếp cho em. Hồi nãy em lên cho mấy chị làm màu. Ở đây màu gì ta? Tím cà. Rồi tím cà em còn duy nhất bộ size số 2 thôi. Chị nào chốt tím cà lên cho em mã tím cà. Màu tím cà chỉ còn duy nhất bộ size số 2 nha mấy chị. Rồi ai lấy tím cà lên tím cà cho em nha. Tím cà size 2. Rồi chị Mai Mai mặc cho em size số 3. Số 3 em còn bộ đen mẫu này nè. Đợi em tí. Đợi em tí mặc cho. Rồi tím cà giùm em size 2. Tím cà em còn được size số 2 mấy chị. Rồi 89 kg là em không có sai nha chị Diêu Sơ. Tím cà giùm em size số 2. Còn đựng bộ chị nào size 2 lấy luôn đi mấy chị ơi. Màu tím cà đẹp nè. Tím cà size 2. Rồi chốt cho mã tím cà 2. Đây chị bộ đen mẫu này em còn cho mình là size 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, bộ này 165 cũng giảm 10 còn 155. Đây bộ đen này nè. Chốt lên giùm em là mã đen hoa sen cho em nha. Đen hoa sen S. Đen hoa sen. Thật sự là nó lộn đi đâu luôn rồi. Tối live xong em chưa có dọn á. Đây đi chị. Mặc bộ số 2 đi chị. Rồi chị mà 55 kg, 1m50 á, chị mặc cho em size số 3 nha. Rồi bộ đen em còn mẫu này. Thỏ trắng mặc size 3 giùm em nha chị thỏ trắng. Rồi đen này em còn size cho mình là 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bộ này là 165. Em cũng giảm 10 ngàn trên like cho mấy chị là còn 155.
Rồi chị nào chốt đen hoa sen lên cho em, đen hoa sen mấy chị. Tím cà hai chốt cho chị Tuyết Nguyễn. Ship một bộ thì 25, còn lấy hai bộ miễn ship luôn nha chị. Lấy một bộ ship 25. Rồi ha, bộ đen em còn màu đen này nha. Đen em còn mẫu đen hoa sen ép lụa này. Quá trời đẹp luôn. Rồi, bộ này em còn cho mình là size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, chị nào chốt đen hoa sen, đen hoa sen giùm em nha. 1, 2, 3, 4, 5, thỏ trắng mặc size 3 giùm em ha. Đen hoa sen em còn size 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị. Mỗi size nhưng còn được bộ màu đen á. Rồi, lên cho em mã đen. Tím cà hai cho chị Tuyết Nguyễn. Đen hoa sen 2 cho chị Hình Hồng Chi. Rồi ok chị. Đen thiêu em hết rồi ha. Đen thiêu em hết. Vàng đậm có không? Có nha chị Thỏ Trắng. Em lên vàng đậm nè. Vàng đậm mẫu hoa sen á, mẫu hoa thiêu Viền Lai nha chị. Rồi chốt lên cho em bộ vàng đậm. Bộ này lên mã vàng đậm cho em nha. Vàng đậm kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bộ này chốt lên cho em màu vàng đậm mấy chị. Chất thun lây dông nha chị nha. Rồi lên cho em màu vàng đậm. Vàng đậm kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Màu em mặc lên mã vàng đậm giùm em ha. Vàng đậm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt lên em vàng đậm với chị. Vàng đậm xe 1 tới xe 6. Rồi lên mã vàng đậm cho em ha. Mẫu hoa sen cũng có 10 màu. Chị đợi em xong mẫu này đi. Còn mấy màu nữa à? Còn 2, 3 màu gì nữa à? Xong mẫu này luôn rồi em qua mẫu hoa sen. Rồi còn xem like mình chấm chấm cái like lên giùm em cái đi mấy chị nha. Vàng đậm size 1 cho tới size 5 giùm em ha. Vàng đậm 1, 2, 3, 4, 5. Rồi em đã cho mình màu xanh đen. Màu xanh đen giùm em ha. Bộ xanh lá em còn bộ số mấy nè. Rồi xanh lá em còn được bộ số 2 nè. Chị Thu Hà ơi, Thu Hà có lấy không? Của khách chốt đơn mà không nghe máy xả ra nè. Còn được bộ xanh lá số 2. Thu Hà còn xem like có lấy bấm lấy giùm em nha. Rồi lên cho em bộ xanh đen đi mấy chị. Một bộ vàng đậm, một bộ đen hoa sen số 3 cho chị Thỏ Trắng. Ok chị nè. Rồi lên cho em màu này là màu xanh đen đi cả nhà. Xanh đen em còn size 2, 3, 4, 5. Mã xanh đen em còn size 2, 3, 4, 5 nha. Rồi lên cho em bộ xanh đen đó chị. Xanh đen size 2, 3, 4, 5 chốt cho em màu xanh đen. Xanh đen size 2, 3, 4, 5 giờ em chỉ là thích màu đen. Bộ này hết màu đen, mình lấy xanh đen cũng đẹp nè mấy chị nè. Ở màu xanh đen cho em nha. Bộ chị mua gọi không có nghe máy sao chị vô thường. Gọi rồi chị mà không nghe máy, em thấy như đứa nó xả đơn ra rồi hay gì á. Rồi đen 3 với vàng đậm 3. Em chốt cho chị Thỏ Trắng. Hôm qua chị đặt cái bộ màu gì đó chị vô thường. Hình như chị đặt bộ màu tím bằng lăng hay là bộ gì. Đơn là gọi hết rồi đó. Hoa sen có màu dưa cải size số 2. Hoa sen màu dưa cải hết size 2 rồi chị. Hôm qua chị chốt bộ gì đó chị. Thỏ Trắng 2 bộ. Vàng bơ. Vàng dưa cải chứ không có vàng bơ. Chị chốt bộ vàng dưa cải hoa sen size số 4 phải không? Xanh đen số 3 chị cẩm cẩm cho em số.
xanh đen số 3 cẩm cẩm lên số giùm em nha. Xanh đen 3 em chốt cho chị An An Phạm. Xanh đen 3 cho chị An An Phạm. Cẩm cẩm cho em số đi chị cẩm cẩm. Cẩm cẩm lên số alo giúp em nha. Rồi ok chị cẩm cẩm nè. Phải không chị vô thường chứ đơn của chị là gọi rồi mà gọi không được trả đơn. Phải hôm qua chị chốt bộ này không? Sai số 4 không? Phải thì bấm thải giùm em đi. Rồi lên số alo là không, chị không có cho số lộn đâu. Chị là khách cũ mà làm sao lộn số được. Chị là khách cũ làm sao lộn số được. Số khách cũ, số em lưu rồi, chị có cho lại số em cũng không có bấm lại. Nên là số không có lộn được. Không nha An An. Form này còn ôm hơn nữa. Rồi chị gì đó ơi, chị không có để cái tên em không biết kêu là tên gì. Chị mà sao 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 đó. Là em thấy số alo của chị là cuối cùng là chị đặt cái gì chị ha. Chị đặt cái gì? Vàng dưa cải 4 của chị vô thường nè. Gửi luôn khỏi gọi ha. Địa chỉ là Gò Công Tiền Giang nè đúng không chị? Gò Công Tiền Giang nè đúng không? Bộ qua tay lỡ. Tay lỡ là mã vàng riêu nha chị nha. Chờ chị đợi vậy chị. Bộ qua tay lỡ là giống cái mẫu em đang treo hay gì chị? An An ơi, mua cho người bao nhiêu ký, cao bao nhiêu lên đi An An ơi. Lên chiều cao cân nặng đi, chị lấy size cho nha. Mua cho mẹ. Mua cho mẹ lên chiều cao cân nặng cho chị đi, chị coi. Giống bộ em bằng size số 4. Size số mấy chị vô thường? Size số 4 hả? Size số 4 hay là gì, là size số mấy chị? Rồi chị Thu Lan, em thấy số chị Thu Lan chốt gì lên đơn của em Thu Lan. Hồi nãy chị chốt vàng 2 là em chốt chị bộ trang gì mà màu vàng nha. 55kg số 2, 55kg cao nhiêu vậy chị Tiết Quyển rồi, cho em cái chiều cao đi chị. Cho em cái chiều cao nha. Rồi màu vàng dưa cải mẫu em mặc size số 4 cho chị vô thường. Gửi luôn nha chị nha. Để em coi đơn của chị coi nhé. Qua giờ có gọi đơn ai với bộ vàng dưa cải này size 4 của vô thường luôn không? Tiếp tóc. Sao lại không có? Đây nào cô không nhớ ngày hôm qua. Có rồi nè. Màu gì? Coi lại coi. Bữa sao chị kêu không ai gọi? Có hai vô thường rồi nha, một vô thường Linh Hoa, một vô thường Chủ Thường. Coi lại coi chứ mọi người đúng không? Ý là coi lại coi để không thôi nó nhầm hai đơn cùng một người đúng không? Năm mươi lăm ký mét 50 lấy số 3 giùm em đi chị Tiết Nguyễn. Số 3 thì em không còn màu tím cà nha. Thì em sổ xả bộ tím cà này ra cho chị chọn lại màu khác giùm em ha. 55kg mét 55 mua cho mẹ lấy số 3 được rồi đó An An ơi. Rồi bộ em mặc nó vậy màu xanh đen. Rồi chị để em kiểm tra lại đi chị vô thường. Nó là khác nhau.
đâu mà cô, bà kia khách mới là khách cũ mà. Chị chị đi làm ta đang có like. Dạ. Chị chị đi làm ta đang có like. Con gọi hôm qua là cô chốt, cô nhớ một vô thường là chữ thường, một vô thường là chữ in. Cái vô thường chữ in con có gọi chưa, là cái bộ cô đang đưa đó. Hôm qua soạn số đó chứ mà con gọi có một cái vô thường là khách mới mà cô. Vậy đem bộ đó ra gọi rồi gửi luôn đi. Chỉ kêu bố gọi đâu cô, em còn địa chỉ em gửi luôn thì đi. Người ta đang coi like đây nè, gọi về gọi địa chỉ cho cô. Bỏ gửi luôn đi. Rồi lên về em màu tím than. Chị vô thường đặt trên cái like hồi nào vậy chị vô thường? Chị đặt cái like hồi ngày hôm qua ha, hồi nào chị để em kiểm tra đơn chị lại. Em thêm sợ trùng gửi đi tới hai đơn cũng lúc mất công nữa. Số 3 là lớn mẹ bao nhiêu tuổi rồi chị An An? Mẹ bao nhiêu tuổi rồi chị, cho em cái độ tuổi đi. Chị đặt ngày hôm qua, chị đặt cái like trưa hay chị đặt cái like tối để em biết em kiểm tra lại cho chị. Chị đặt like trưa hay like tối? Rồi lên nhà em màu này màu tím than đi mấy chị. Tím than em còn 1, 2, 3, 4, 5. Tím than 1, 2, 3, 4, 5 dùm em nha. Rồi chốt lên cho em mã tím than. Tím than 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi chị An An? Không thì giờ em mới lấy cho nó gọi đó. Còn mà ngày hôm qua không biết nó nằm ở đâu mà chưa gọi. Em sợ là đi đơn rồi. Hôm qua chị có dặn đi đơn luôn không? Chết nhá, bị mấy trường hợp rồi. Cứ kêu chưa gọi mà cuối cùng hồi cái lấy ra gửi lại thành nó hai đơn tới cùng lúc, hai đơn cùng mẫu luôn á. Rồi tím than sai số 3 em chốt cho chị. Chị ơi chị cho em cái tên luôn đi chị, để em biết em kêu ha. Sao 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 nè, cho em cái tên của mình luôn đi. Tím than 3 cho chị sao sao nè. Sáu mấy tuổi rồi hả? Vậy lấy số 4 đi An An. Lấy số 4 nha. Chứ cái form này nó nhỏ hơn cái form nính đá. Chị Mai rồi, ok chị Mai. 90kg không có sai rồi chị Hồng Thanh. Vậy là An hồi nãy chốt bộ màu xanh đen size số 3, bây giờ đổi lại size số 4 ha. Rồi đổi lại xanh đen size số 4. À, đổi lại cái gì? Đúng rồi, nãy lấy xanh đen hả? Rồi xanh đen 4. Đổi lại xin đen 4. Ờ, màu đen em còn được bộ số 4 nè mấy chị. Chị nào chốt đen 4 thì dùm em nha. Còn được bộ đen 4 nè. Đúng rồi chị, mặt số 3 dùm em. Rồi xin đen 4 đổi lại cho chị An An. Rồi hết màu mẫu này mấy chị ha. Em qua mẫu bộ màu hoa sen. Bộ màu hoa sen ép lụa. Đâu rồi chị Hình Chi, Hồng Chi còn xem like không? Chấm like giùm em cái hôm qua mẫu đó luôn. Em chào chị Nguyên Ngọc nha. Rồi lên giùm em bộ này nữa là em nghĩ nè. Bộ này 165 cũng giảm 10 trên like, còn 155 cho mấy chị ha. Rồi tím Huế, bây giờ là bộ tím Huế em còn size 2, size 4, size 5. Bộ tím Huế em còn 2, 4, 5 mẫu này. Mẫu này form thoải mái nè mấy chị. Mẫu này form thoải mái nha. Bảo Trân, để em coi nha chị. Em hôm qua em mới kiểm tra đơn Bảo Trân, em thấy hàng đang đi mà ta. Bảo Trân ở Bạc Liêu hả chị? Phải không chị Kim Chi ơi? Ủa chứ chị ở tỉnh nào vậy chị Kim Chi? Hồng Dân Bạc Liêu đúng không chị?
hàng đang giao đó chị, shipper chuẩn bị giao đó, chị để điện thoại giùm em nha. Shipper gọi giao cho mình là có số cuối là 887 đó. Chuẩn bị gọi giao đó. Không thấy gì hả chị Nguyên Ngọc? Thấy chưa chị? Rồi lên giùm em bộ này 165 giảm 10 trên like, còn 155. Màu em đang mặc là màu tím Huế nha. Rồi ai chốt tím Huế lên tím Huế giùm em. Bình Minh mẫu này mặc cho em size số 3, tím Huế em còn cho mấy chị là 24-5. Bộ tím Huế em còn size 245 mấy chị. Rồi ai chốt tím Huế lên cho em mã tím Huế. Size 2, size 4, size 5 màu tím Huế giùm em nha. Đơn chị Gia Vi đi rồi chị Gia Vi. Bộ chị mua là cái like của ngày hôm qua là vẫn là 165 nha chị Vô Thường. Còn chị giảm like, giảm giá trên cái like ngày hôm nay, chị nào có đơn thôi nha. Còn đơn ngày hôm nào là giá ngày hôm đó nha chị. Rồi chị nào chốt bộ tím Huế thôi nha, bộ tím Huế mấy chị. Bộ tím Huế em còn 245. 165 giảm 10 trên like này còn 155. Rồi chốt lên cho em bộ tím Huế. Size 2, size 4, size 5 giùm em nha. Tím Huế size 2, 4, 5. Rồi màu đen. Màu đen cái áo nó kiếm mua ra rồi từ đợi em tí. Lên cho em màu xanh dương đi. Rồi màu xanh dương giùm em ha. Xanh dương em còn đủ size từ 1 tới 6. Chị hai bộ. Chị ơi chị hai bộ chị lấy mẫu gì? Màu gì? Size gì chị? Bình Minh là size 3. Rồi chị hai bộ nha. Là chị hai bộ mẫu gì ha? Màu gì? Chị bấm rõ lên em lấy chứ bấm vậy sao em lấy. Bộ hồng đằng sau là 165 giảm 10 còn 155 trên like này cho em nha. Rồi bộ này cũng vậy mấy chị, 165 giảm 10 còn 155. Rồi lên cho em bộ này là màu xanh dương. Không chị Nguyên Ngọc, em bán đồ trung niên không à chị, không có bán đồ trẻ. Không có bà ba mẫu trẻ nha. Rồi lên cho em mã xanh dương. Màu xanh dương ha. Xanh dương em còn cho mấy chị từ 1 tới 6. 54kg cao nhiêu vậy chị MVH? Bộ bông lá đậm số 3. Bộ bông lá đậm là bộ gì chị Hình Xuyên? Bộ bà ba bông là bây giờ là em chỉ còn size số 3 em còn được bông bông gì mã sọc với mã bông vàng thôi chị, số 3 giờ còn được có 2 bông à. Mẫu em đăng like là bán nguyên bộ nha chị Hoa Thái. Rồi MVH thôi, 54kg cao nhiêu chị? Bộ màu tím cho hai người. Một người size 2, một người size 3. Chị Bình Minh ơi, bây giờ size 3 hết rồi chị. Em lấy chị size 2 với size 4, size số 4 về có hơi rộng eo xíu, nhấn em lại được không? Chứ tím em hết size số 4, số 3 mất rồi chị. Số 3 thì ôm, còn số 4 thì mình mặc thoải mái hơn tí. Rồi MVH mặc trên size số 2 nha. Rồi lên nhà em bộ đang mặc màu xanh dương. Màu xanh dương cho em mấy chị. Size 1 cho tới size số 6. 165 giảm 10 còn 155. Nói chung chị mặc cái bộ số 4 thì giống như em đang mặc một số 1. Em á là 44kg 1m55 đúng không? Size số 1 cho mình là 45kg cho tới 50kg. Size số 4 là 60 đến 65kg. Thì giống như là chị là đầu size 4 mà cuối size 3. Còn em là em đầu size số 1, em mặc cũng còn hơi rộng một tí. Đó, về chị muốn ôm thì nhấn bên lại giùm em chút xíu vậy nè. Còn ví dụ chị lấy số 3 thì nó ôm đẹp luôn, nhưng mà số 3 em hết. Kiểu vậy đó nha. Chịu thì em lấy cho. Rồi ok chị Bình Minh. Hai bộ tím, một bộ số 2, một bộ số 4 nha. Là trên like này á, là bộ nào cứ mẫu cứ mua một bộ là được giảm 10.000, mà lấy từ hai bộ đổ lên thì miễn ship luôn mấy chị. Như bộ em đang mặc là 165 thì giảm 10 là còn 155, hai bộ là 310 miễn ship đó chị mua đi. Mà bông size 4 là chị size 4 thì em còn là mã bông vàng, mã bông đỏ, mã nhí đỏ, mã bông riêu, mã sọc còn được 5 bông đó chị Gia Vi. Bộ hồng đằng sau size số 2. Còn được bộ này size số 2 nè chị.
Đúng rồi, bộ hồng này em còn được size số 2 bộ nè, xinh canh nè. Có chốt thì em lấy luôn cho. Chị Nguyễn Quang hồi nãy nói là có comment lên một bộ họa tiết xanh, mình có thấy không cô? Không. Vậy sao bố con? Họa tiết xanh, bà chị hỏi chị bao nhiêu ký, coi chị, cái bông đó không nhỏ lấy chị ký? Lấy số 5 được không? Ừ, lấy số 5 đi, cái phong bông nó nhỏ. Tại vì cái mẫu cái lớn là mẫu nhỏ á. Rồi bộ hồng này nè chị MVH, còn bộ số 2 nha, chị có lấy thì bấm lấy giùm em nha. Size 2. Vậy cái bộ xanh riêng chị đó cũng lấy số 4 á cô. Vậy đổi lại số 5 luôn chị đi. Chị đổi cho chị số 5 2 bộ luôn nha chị. Nguyễn Loan hả? Nguyễn Ngoan cô, cho chín liền. Nguyễn Ngoan hả? Ủa Nguyễn Ngoan là đặt hồi hơ like hồi hôm mà Hương. Dạ với lại mới đặt thêm một chua nên mà chỉ kêu mạng yếu comment bị ẩn không có thấy. Ủa nhà ngày hôm qua chị lấy nhí riêu rồi đó. Cái này nè cô mà xe 4 đó. Rồi rồi. Rồi lên về em bộ đỏ. Bộ đỏ em cần size 1 cho tới size số 6. Bộ đỏ size 1 tới size 6 giùm em nha. Rồi chị MVH cho em số alo nha. Lên số giùm em. Rồi lên em màu đỏ đi mấy chị. Đỏ size 1 cho tới size số 6. Lên em mã đỏ size 1 cho tới size 6 giùm em nha. MVH cho em số alo đi người đẹp ơi. Rồi bộ đỏ đi mấy chị. Bộ đỏ size 1 cho tới size số 6. Chốt lên giờ em bộ đỏ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên bộ đỏ giùm em ha. Đỏ size 1 tới size 6 mấy chị. Đỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em lên cho mấy chị màu vàng dưa cải nè. Màu vàng dưa cải em còn cho mình là size 1, 4, 5 nha mấy chị. Vàng dưa cải em còn size 1, 4, 5, 1, 4, 5, 6. Màu vàng dưa cải size 1, 4, 5, 6 giùm em. Chưa thấy số của chị MVH nha, chị bấm số alo lên em nha. Quần ống rộng chị Kim Danh. Đơn chị Kim Danh giao hàng chưa chị? Bộ này quần ống rộng nha. Rồi lên nhà em màu vàng dưa cải. Vàng dưa cải em còn size 1456. Dáng quần em đang mặc là quần ống rộng. Rồi chị nào chốt vàng dưa cải lên vàng dưa cải giùm em. Size 1456 nha. Hồi sáng con bé nó gọi cho shipper rồi, nhưng bạn nó nói là chưa giao tới cái chỗ của chị nên chưa có chạy qua được. Ở Sài Gòn cái tiếng nó giao nó đi nhiều lắm mấy chị. Bộ em đang like là 165 giảm 10 trên like, còn 155 hai bộ miễn ship mấy chị ơi. Rồi em thấy số chị MVH nè, một bộ hồng số 2 cho chị MVH. Áo dài bông hay áo dài màu chị Hoa Thái? Áo dài giờ em có áo dài bông, áo dài màu và áo dài cách tân đi chùa cũng có luôn nha. Rồi chị nào chốt bộ này lấy em màu vàng dưa cải nữa chị. Vàng dưa cải size số 1, size số 4, số 5, số 6. Màu vàng dưa cải giùm em. Rồi màu hồng cà, màu tím bằng lăng giùm em nha. Tím bằng lăng giờ em còn được size số 2 và size số 5 nha mấy chị. Ủa vàng dưa cải em còn size 2 luôn nè. À vậy là vàng dưa cải còn size 2 nha mấy chị. Vàng dưa cải em còn 1, 2, 4, 5, 6. Một bộ ship 25, hai bộ miễn ship nha chị MVH. Hai bộ mình lấy thêm bộ nữa đi chị. Hai bộ thì miễn ship, còn lấy bộ ship 25. Lấy chị bộ màu đỏ số 1. Rồi chị Cẩm Bình cho em số luôn chị Cẩm Bình. Cẩm Bình lên số cho em nha. Lên cho em màu tím bằng lăng. Tím bằng lăng em còn size 2 và size 5 thôi mấy chị. Tím bằng lăng size 2, size 5 giùm em nha. Rồi màu tím bằng lăng 2 với 5. Cẩm Bình cho em số đi chị Cẩm Bình ơi.
tím bằng lăng em còn 2 dưới 5 nha mấy chị. Rồi chị nào chốt màu tím bằng lăng lên dạy em màu tím bằng lăng size 2, size 5. Em chào chị Bình Dương nha. Cẩm Cẩm Bình bấm cho em A còng kèm 9 số sau đi chị, bỏ số 0 đầu ha. Thấy số em mới chốt đơn chị được nha. Rồi lên cho em màu tím bằng lăng em còn 2 và 5, size 2 và size 5 màu tím bằng lăng. Lên cho mình màu cam sữa. Rồi chốt lên cho em bộ cam sữa nha mấy chị. Bộ cam sữa size 1, 2, 3, 4, 5, 6 một tím bằng lăng số 2 cho chị MVH nè. Rồi lên cho em mã cam sữa. Cam sữa em còn đủ size cho mấy chị không? Cam sữa em còn từ 1 tới 5 nha. Rồi bộ cam sữa em còn từ 1 tới 5 mấy chị. Chốt cam sữa lên mã cam sữa cho em. Rồi em thấy số của chị Cẩm Bình nè. Đỏ 1 cho chị Cẩm Bình. Lên cho em một cam sữa mấy chị. Cam sữa 1, 2, 3, 4, 5. Mã cam sữa cho em size 1, 2, 3, 4, 5 cho em một cam sữa. Cam sữa 1, 2, 3, 4, 5 nha. Tím bằng lăng 2 cho chị MVH. Rồi lên cho em mã cam sữa mấy chị. Mình chấm like tim lên giúp em mấy chị ơi, em còn xem like mình chấm like giùm em cái ha. Bộ hoa vàng trên canh là bộ áo dài nha chị. Bộ áo dài 210 nó giảm mấy chị còn 190, giảm 20.000 trên một bộ áo dài, hai bộ cũng vẫn miễn phí. Rồi màu gì ta? Màu nâu giùm em. Lên cho em màu nâu. Lên cho em bộ nâu ha. Bộ đang like 165 giảm 10 còn 155, hai bộ miễn ship. Rồi em lên mấy chị màu nâu nha, nâu em còn size 2345. Bộ em mặc là cam sữa đi mấy chị. Hello chị Phương Trần. Rồi lên mã cam sữa giùm em mấy chị nha. Áo quên màu nâu giùm em nha. Nâu size 2345. Bộ nâu size 2345 cho em mấy chị. Rồi chốt lên giùm em bộ nâu size 2345. Lên mã nâu cho em ha. Nâu size 2345. Rồi nâu 2345 đi mấy chị ơi. Màu nâu giùm em. Nâu em còn size 2345. Rồi chị nào chốt bộ nâu cho em bộ nâu nha. Size 2345 mã nâu. Nâu size 2345. Bộ đen á bị mất áo ở đâu em chưa có kiếm. Đây là quần ống rộng chị. Quần ống rộng. Quần ống váy là chiều rộng của ống nó gần 70, còn quần ống rộng này nó có 28 cho tới 32 năm size. Chị không thích ống bự, chị áo quần ống rộng là nó nhỏ nhất cho chị rồi đó, nó vừa nhất cho chị rồi đó. Rồi chị Thu Nguyễn mặc cho em size số 3 nha chị Thu Nguyễn. Rồi chị nào chốt bộ em mặc là vậy em bộ nâu ha. Bộ nâu em còn 2 3 4 5. Màu xanh nào chị Kim Danh? Màu xanh nào chị? Rồi lên cho em màu nâu. Nâu em còn 2, 3, 4, 5. Bộ 165 giảm 10 trên like nha mấy chị nha. Còn 155 nha. Rồi lên cho em bộ xanh đậm. Bộ này chốt cho em mã xanh đậm. Thu Nguyên mặc size 3 giùm em chị. Rồi bộ này lên cho em mã xanh đậm. Hồi nãy em lên xanh dương, cái này xanh đậm giùm em ha. Hoa sen đỏ số 2 cho chị Hồng Chi. Nâu 2 cho chị Huỳnh Luận. Trời ơi lâu quá trời chị Hình Luận luôn, lâu quá trời đất luôn. Lên gì em mã xanh đậm nè. Xanh đậm còn bộ số 1 nữa mà lạc lòi đi đâu em kiếm chưa ra. Hình như đây nè. À đúng rồi. Rồi vậy đây xanh đậm em còn xanh 1 nữa mấy chị. Mặc bộ số 1 cho nó đẹp. Nâu 2 em chốt cho chị Nguyễn Kim.
Khoan khoan em coi bộ nâu còn không để nha. Rồi mã xanh đậm giùm em đi mấy chị. Nâu 3, chị Thu Nguyễn cho em số đi chị Thu Nguyễn. Thu Nguyễn lên số alo giùm em ha. Rồi bộ này lên cho em mã xanh đậm. Xanh đậm. Chị Hồng Chi là một bộ đỏ hoa sen số 2 này. Rồi nâu 2. Nâu 2 cho chị Hình Lượng. Rồi còn một bộ nâu 2 cho chị Nguyễn Kim là em hút mã nâu 2. Nâu 2 cho chị Nguyễn Kim. Rồi em hết nâu 2 nha. Kim. Chị Thu Nguyễn lên số alo giùm em nha. Quần váy coi chị Kiều Chi lấy được màu gì chị? Xanh dương 4 cho chị Kim Danh. Xanh dương là màu này nha chị, màu em mặc là xanh đậm. Rồi em thấy chị trà sữa. Coi bộ màu đỏ này chị đợi em tí. Chị Thu Nguyễn lên số điện thoại đi chị. Thu Nguyễn lên số giùm em ha. Xanh dương 4 cho chị Kim Danh. Chị Nguyễn Lan màu đen 4 hết rồi chị Nguyễn Lan ơi. Đen 4 em còn cái kiểu này chị chịu không chị? Chịu thì em lấy cho cũng 165 giảm 10 là 155. Đen 4 em còn bộ này. Xanh đậm 3. Rồi xanh đậm là lấy số 3 ha chị Hình Lượng. Rồi chị ơi đen số 4 em còn mẫu này. Được không chị? Được thì chị ok lên số alo giùm em. Chị Thu Nguyễn ơi biết bấm số điện thoại không chị? Chưa có số nè, chị Thu Nguyễn chưa có số. Rồi Nguyễn Lan bộ này size 4 lên số giùm em ha. Rồi xanh đậm 3 em chốt chị Hình Lượng. Màu đỏ chị trà sữa bao nhiêu ký, cao bao nhiêu vậy chị? Lên giùm em chị cao cân nặng đi em coi còn size lên cho nha. Rồi em lên cho mấy chị màu xám. Lên giùm em màu xám ha. Xám cái quần xám đây. Rồi em thấy số chị Thu Nguyễn nè, một bộ nâu 3 cho chị Thu Nguyễn. Có màu đen chị Hình Luận ơi, có màu đen chị. Đợi tí em đưa em lên màu xám, em lên màu đen cho. Chị trà sữa ơi, chị bao nhiêu ký, cao nhiêu vậy chị ha? Cho em cái chiều cao cân nặng đi chị. Rồi bộ đen em còn size 2, size 3 và size 5. Bộ đen này chị. Đen size 2, 3, 5 giùm em nha. Lấy một quần đen ống rộng số 4 đi đơn khỏi gọi. Rồi ok chị An Phạm. Rồi bộ đen giùm em. Bộ đen em còn size 2, size 3 và size 5. Bộ em mặc là mã xanh đậm, em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Bộ em đang like 165 giảm 10 còn 155 trên like, hai bộ miễn ship nha chị. Rồi đen 3 cho chị mình nữa. Đen 3 cho chị Hình Luận. Ok. Rồi màu đỏ. Đỏ để xay máy em coi. Rồi đỏ em còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt đỏ lên đỏ mình em nha. Đỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này là hoa ép lụa mẫu mới chị Lận ơi, đẹp lắm chị. Mình nó là nó phẳng lì trên cái áo luôn, mình không có bị cộm lên, rất là đẹp ha. Và đặc biệt đó là nó không có bị gãy đâu nha mấy chị, không bị gãy đâu.
ha. Giặt máy thoải mái, nó không có bị gãy bị nứt ra đâu nha, yên tâm. Rồi lên cho em mã đỏ. Đỏ đây nha, trà sữa. Mà trà sữa đâu rồi? 75kg mặc size 6 cho em chị Nguyễn Tiên. Rồi chị Kim Danh là một xanh dương, một xanh đậm hả chị? Rồi em lên cho mình màu xám nữa là hết màu luôn. Hello chị Sang Yến, em lên mã xám nè. Xám em còn size 1, 3. Ủa không, xám bây giờ là em còn size 1. Hết 4 rồi nhỉ. Rồi màu xám đó chị nha. Xám chỉ còn size số 1, size số 5 thôi. Rồi màu xám còn 1 với 5 thôi nha mấy chị. Màu xám nó đẹp quá trời đẹp luôn. Xám 1 với 5 vậy nè. Rồi lấy em màu xám. 1m55 bao nhiêu ký vậy chị Kim Hương? Rồi chị lấy màu gì chị? Cho em cái màu đi. Rồi hết này em lên áo dài đi chùa ha. Ai xem áo dài đi chùa không mấy chị ơi? Áo dài thiêu hoa đi chùa. Màu xám. Xám thì em còn cho mình size 1 và size 5. Rồi chốt bộ xám lên bộ xám cho em nha. Xám 1, 5 đó chị. Xám em còn 1 với 5. Rồi chốt xám lên xám thôi. Rồi em lên hết màu rồi đó mấy chị ơi. Rồi ai muốn xem mẫu gì nữa không mọi người? Áo dài đi chùa đây. Áo dài đi chùa 185 một bộ cho em nha. Xám hết số 3 chị Luận. Hết xám 3. Không còn mẫu nào còn xám 3 hết luôn á. Đợt này có mấy mẫu xám nữa mà không còn bộ nào xám 3. Rồi áo dài cách tân thiêu hoa sen đi chùa. Em like cho mấy chị lượt nữa. Mẫu này nè em nghĩ nha. Có ai xem không chị? Không xem em xuống like luôn hẹn mấy chị tối. Chị Kim Hương ơi chị chốt cái gì chị ha? Rồi bộ xám em chỉ còn 1 với 5 mà mấy chị. Xám 1, 5. Có số 6 nhưng mà không còn màu xám chị ơi. Số 6 để em coi coi còn màu gì còn xám không nè. À, số 6 còn được bộ màu xám nè chị Hạnh ơi. Có lấy thì em lấy cho nè. Số 6 bây giờ em còn được cho mình là 4 màu. À đây 5 màu chị. Hay em mặc cái áo vô đây. Cẩm cẩm lấy xanh coban cổ vuông cho chị số 3 chị coi rồi đợi em tí. Đây chị Hạnh ơi, sao số 6 nè còn màu xám trời còn chứ. Còn được 4 màu. Màu vàng dưa cải nè. Xám nè. Xanh đậm, xanh dương rồi số 6 còn được 4 bộ 4 màu. Rồi em lấy xám cho chị nha. Không thấy Kiều Chi ơi, chị đặt quần gì? Bấm lại giùm em đi bị ổng lận rồi. Rồi xám 6 thì chị Hạnh Lê. Ok chị Hình Luận. Hình như không có cái like này hết xám luôn rồi. Để em coi có ai xả thì bỏ vô nhưng mà chắc là không có tại vì cái like này là bộ xám nó hết trước cái like này luôn. Rồi xanh coban cổ vuông số 3 hả chị? Nãy em để đâu ta đây? Hết luôn chị Hình Luận. Vàng dưa cải số 3 thì còn hết luôn chị ơi. Hết luôn rồi. Xám 6 hết rồi chị Nguyễn Tiên. Xe 6 giờ em còn 3 màu thôi. Vàng dưa cải, xanh đậm với xanh dương à chị ơi. Rồi xanh coban cổ vuông nè chị Cẩm cẩm. Đó. Có lấy bấm lấy giùm em nha.
Quần váy hai cái số mấy chị Kiều Chi? Hai cái số mấy, size mấy? Màu gì chứ? Rồi bộ xanh coban đây. Ok chị Cẩm Cẩm nha, một xanh coban số 3. Bộ dài em đang like là 185 mấy chị. Bộ xám còn size 1 chị Như Lê. Như Lê chốt cho em số alo chốt luôn chị. Bộ xám em còn size 1 và size 5 đó. Rồi ok chị Cẩm Cẩm nè. Xám em còn 1 với 5 chị ơi. Bộ xám quá trời đẹp luôn. Bộ này là 165 nha chị. Giảm 10 còn 155 nha. Hai bộ miễn ship. Rồi, đó, có chốt thì lên vậy em bộ xám số 1. Rồi mẫu áo dài em đang mặc mấy chị ơi, có ai xem không? Không thì em xuống like luôn nha. Hẹn mấy chị tối 7:30. Bộ em đang mặc là màu ngói. Bộ em đang mặc là màu ngói nha mấy chị. 185 ngàn một bộ, cái này là thêu hoa sen, tà là tà cắt tân dài qua gối một tí. Chất co giãn chồng vô cởi ra cho em thôi. Tay lỡ, cổ tròn. Quần là lưng thun có hai túi hai bên giùm em, có 185 ngàn thôi mấy chị. 185 ngàn một bộ thôi mấy chị ơi. Không nha chị Kim Bình. Có số 6 nha chị Trinh Lê. 50kg cao nhiêu chị Như Mai ơi? Lên chiều cao giùm em coi số 1 mặc nhiều không chị. Rồi chị nào chốt bổ dài ngói lên vậy em bổ dài ngói mấy chị. Màu ngói cho em nha. Size 1 cho tới size số 6. Ngói kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Màu riêu giùm em. Riêu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai cái số 3, một cái số 4, màu đen quần váy. Rồi Kiều Chi bấm giùm em số alo lại đi Kiều Chi. Đơn của mình nó chưa có lưu số hôm nay nữa. Cho em lại số alo để em lưu luôn chị, bữa sau em khỏi xin lại. Như Mai mặc trên size 2 mới vừa chị ơi. 50kg, 1m49 mặc số 2 mới vừa. Số 1 thì nó ôm, chị thích ôm, ôm lắm luôn á. Số 1 thì ôm lắm luôn nha. Rồi màu xanh riêu đi mấy chị. Bộ em đang lên là bộ áo dài cách tân thêu hoa sen cho mấy chị đi chùa chuẩn bị tới rằm tháng 7 lớn rồi mấy chị, lễ Vu Lan nè. Mua để dành để mình có đi chùa mặc. 185 một bộ thôi mấy chị, lấy hai bộ miễn ship. Rồi màu riêu giùm em ha. Riêu kèm size cho em 1 2 3 4 5 6. Lên cho em màu riêu. Riêu 1 2 3 4 5 6. Rồi lên cho em mã hồng phấn. Hồng phấn mấy chị nha. Chốt hồng phấn lên hồng phấn giùm em nè. Rồi lên giùm em bộ hồng phấn. Hồng phấn size 1 cho tới size 6 cho em nha. Rồi chị nào thích hồng phấn cho em màu hồng phấn. Hồng phấn kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên mã hồng phấn cho em mấy chị. Đúng rồi hai chị, bằng thun nha. Thun co giãn mình mặc rất là thoải mái. Đi đứng đi lễ chùa rồi nó thoải mái mấy chị ha. Rồi lên cho em màu cao khô. Màu cao khô giùm em. Cao khô kèm size. Cao khô 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên cho em mã cao khô. Cao khô 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cao khô cho em mấy chị ha. Đây em màu cao khô. Không chị, em không có mẫu nào có size to như vậy hết chị ơi. Rồi thôi em nghỉ nha, hẹn mấy chị tối nha. Hẹn mấy chị tối 7:30 nha. Rồi cảm ơn mấy chị mình nhiều.